chập chung chân mây, theo cánh chim ta nhìn ra hướng bay. Màn sương phủ dâng dâng đầy, đêm chưa tàn đông đầy lấp lánh. Rời ra rời đôi chân đã nhấp nhô cản đường ta đi. Suối đâu âm thầm sao không réo gọi ta, muốn bên lặng thầm không gian buồn tên. Thiệt Vinh ơi, em mệt quá à. Trời, nghỉ chút nghe cha, em con mệt quá rồi, nó đi không nổi nữa. Khỏe chưa con? Con có đói bụng không con? Lì đỡ con cô này ăn với con. Thôi, cha và anh con ăn đi, con không có đói đâu. Ăn đi còn nhường gì nữa? Tưởng qua tới giờ em có ăn gì đâu mà nhường, xỉu bây giờ à. Em không có sao đâu, cha với anh còn phải đánh nhau với họ. Cha với anh ăn đi mà. Ăn đi con, năm con khô. Cha lụm được của đâm chân chài rào ghen biển, giặt theo lưng phòng khi con trẻ đôi lòng. Miếng con khô nhưng quý giá vô cùng, nó sẽ giúp đỡ cha con ta qua hồi nguy khôn. Cha, con răng ăn đi con, dù có khô có cưng, để phục hồi sức sống còn phải ráng đi. Trên vàng dầm đăng kinh, cầu mong Phật trời đối phương. Ta qua khỏi nạn phen này, ôi nhìn thân thể con thơ, mà lòng này không cầm được lấy trào dâng. Cũng tại ta giai cảnh này, nên để trẻ phải già nghi lây. Cha nói chi những lời Chúa xót, con vẫn bình an chớ nào mệt nhọc gầy hao. Dành cơm cô để cạn hết mới dùng, giờ con chỉ cần nước suối tầm hơi. Cha ơi, em con đã gần như sức kiệt, xin cha hãy liệu cách nào đường còn xa thăm thăm mình. Chẳng lẽ ta đi mãi hay sao? Đi càng xa càng tốt, tránh được tai mắt của triều đình. Mới mong con được lệnh trên khắp diện, đang chút xíu nữa đi con. Thưa cha, theo con thì chạy đâu cũng có ngày triều đình biết. Bởi chạy trời sao khỏi nắng, cha ơi nơi rừng thẳm phải tìm ai nhờ cậy đỡ đặt, cho quê anh được bình phục hồi sinh. Đường còn xa thăm thăm, mà hiểm nguy dần theo ta tranh suốt dặm đường. Sức lực cạn dần chỉ nước suối cầm, khó mà vượt qua được hoàng đừng. Hai ta hãy chọn nơi này mà dừng.
thương cho các con cũng chỉ vì cha mà đọa đày gian khổ. Mối hận này ta quyết trả không quên. Bọn vô lương rồi đây sẽ có ngày nạp mạng. Thấy rồi, nơi đây núi đa nhấp nhô hiểm trở, mấy ngày đường không một bóng vãng lai. Cỏ suối trong lành tắm mát lúc ban trưa, hàng đa sâu thẳm làm dinh để trú ngụ. Nơi đây ta ẩn danh tìm mồ, cho tai qua nạn khói phen này. Nuôi trẻ thơ mai này cùng lớn, rồi sẽ chiêu binh mãi mã. Đang thượng phu há sợ kẻ tiểu nhân, biết phục sức hồi chiều. Qua hiểm nguy đến hồi thời lai. Phải đó cha, để con xem bên đây có nơi nào làm điều trại được không cha. Cẩn thận đó con. Cha ơi, mình trẻ cây làm chòi hả cha? Con gái của cha khỏe rồi, ráng lên đi con, ráng lên. Dạ. Mệt mỏi nên trong cơn mơ đã thấy cảnh hải hùng mà hốt hoảng, có phải vậy không phu nhân? Dạ, ta xin lỗi đã làm kinh động đến phu nhân. Cơn ác mộng đã làm cho ta thức tỉnh một thoáng buồn khi ta nghĩ đến dằn dò ba quan. Nơi triều nội bị hành hạ thì có lời xàm tâu, chẳng được phân xử năm sau. Nay mực cầm cân mà tiếng quan than gian dậy khắp triều thần, vậy mà ta phải cầm lòng an phận thủ thường làm nên. Ngài thắng như trường hiển vừa qua chỉ thêm chuốc quà cho mình, cảm ngăn minh đế xây tủ lầu do lời trình tấu của Dương Chí Trung, liền bị nhục hình trước bá quan. Nhưng nếu công ngăn sẽ có hại thanh danh triều đình, tâm họ sẽ cho rằng triều đại đã đến hồi ngửa nghiêng. Nội trào sanh nhiều chuyện rối ren, quà sẽ trút thẳng vào các quan đại thần, quỳnh đi đạo cả sang hà bởi tiếng tỳ ca kỳ. Phu nhân làm sao dám ngỏ lời ngăn cản, ta chỉ là nước mắt giữa biển khơi gào thét trước bão dòng, ta sẽ chỉ đón nhận cuồng phong. Phu nhân, dạ. Bè nạn trong trời sao khỏi lụy vào thân, đành câm lặng nhưng hận cứ trào lên mãi. Đã tự răng mình im hơi lặng tiếng thì tướng công hãy quên đừng suy nghĩ cho hao tổn thân mình. Bây giờ thiếp xin mời tướng công hãy dùng chung trà bạch thuốc của Nguyệt Ánh thức sớm pha hầu cho cha khi rạng nhật. Cảm ơn, cảm ơn phu nhân và con gái của ta. Lúc khổ trí thường được sự chăm sóc của vợ hiền con Thảo. Thật hạnh phúc, hạnh phúc biết chừng nào, có phải không phu nhân? Gia đạo yên bề cũng nhờ phúc đức của tổ tông, có chi đâu mà tướng công phải câu nề. Phu nhân, dạ.
con gái mình nay đã lớn khôn, đức lớn tiền nhân cho vẹn bề tài sắc. Cho đến nay vẫn kinh cổng cao tường, chưa kém được một rễ hiền như ý. Trăm cài lướt dắt lâu nay, dẫu lớn khôn nhưng trang đại còn e. Quê môn bất xuất một bề, đâu dám vượt qua dòng lễ giáo. Phu nhân, ấy là ta mở hội tiền phu, sẽ có nhiều trang quân tử đua tài. À được à phu quân à. Cây một hoa sẽ rạng rỡ đúng kỳ, ta nên lo cho trẻ đẹp đôi. Dẫu mai sao nhắm mắt xuôi tay, ta cũng được há lòng vì đã tròn bổn phận mẹ cha. Y chết, thiếp đã lỡ lời thốt nên điều gỡ. Xin tướng công đừng chấp nhất mà chi. Ôi, sống chết là lẽ thường tình, có chi đâu mà phu nhân cho là điều gỡ. Việc nay mai ta cũng đã hồi thú, rồi cũng sẽ đến ngày về chầu Diêm Chúa. Tướng công nói vậy cho vui, chứ thực ra ta cũng muốn hồi giá lâu rồi. Vì ta cũng đã chán nản cảnh bon chen ganh ghét ở đời, nên cũng muốn lo cho con nó thành gia thất, để sau này ta về vui với con với cháu. Tướng công dạy quả đã trùng với ý thiếp. Bấy lâu nay thấy tướng công buồn rầu, thiếp đâu dám mở lời. Không sớm thì muộn, tướng công cũng phải hồi hưu. Nên khi không còn thì đem thiện ý giúp cho dân cho nước, thì nên hồi gia sớm, để cho yên thân và lại có lợi hơn cho triều chính. Phu nhân, dạ. Vậy phu nhân hãy cho Nguyệt Ánh hay, là ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt mở hội tiễn phu cho ái nữ của ta nhé. Dạ, đội ơn tướng công. Tài danh kính chào nhị vị, và xin kính chào nhị vị lão bá. Chào vị vị công tử. Giảng hạnh, giảng hạnh, gia đình lão thật là hữu phước, nên mới được lương đề đốc nghĩ tình, cao gia trang danh tiếng trần gian. Đến dự hội chiêu phu lão đây rất vui mừng. Tu chính kiếp giờ đây mới gặp tài đại gia, nghe mặt đến nhà. Riêng cao gia trang đức mỏng tài hèn, được tiểu thơ tượng hội vạn đội ơn sâu. Dạ nhân, dạ. Cho mời hầu tiểu thơ thượng đài tỷ thí đi nha. Xin kính bái song thân. Dạ, dạ ơn cho con. Nhị vị công tử hãy nghe đây. Điều thứ nhất cấm dùng am tiện, kim kích tôn quyền, dùng chân tài không phân đỉnh thấp mà cao. Nếu thắng được hầu gia sẽ là rễ đông sàng. Bằng sơ ý lỡ tai không đền nhân màng. Xin
nhị vị công tử cho biết cao danh quý tánh. Tôi Lương Vô Tài, tôi cao thánh võ, danh đã vang rền văn gió sông toàn, công tứ con quan giàu sang chẳng kém ai. Mai phước sao tơ hồng, nguyệt lão xe nơ tình, hoa đào tựa bóng trắng nam tài sông toàn. Trong đám trang hùng anh và kẻ thế đại hào, giờ thì mời thi gió để xem biết ai tài cao. Sông hỷ khi vang toàn, trời khác xe nơ tình, sẽ cùng vui tắm tươi trong đời này lớn vòng. Mời nhị vị công tử thưởng đài. Nè, nè, nó nhường cho cao công tử đó. Ừ, nhường. Dạ, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, xin nhường Lương công tử. Không múa phải không? Không múa à, để cho tôi múa chứ làm gì dữ vậy. Xin mời tiểu thơ. Lá lên cậu. Để tao. Ê nhỏ. Ủa, dạ mời tiểu thơ. Mời công tử. Cậu 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 muốn múa hoài cậu. Trời ơi, cái này thủ cho múa nha mày. Ngu quá. À, mày đỡ tao vậy cho mày hỏi sao trăng cái gì nữa. Ôi da, trời ơi chắc gãy hết trơn ở trọi quá. Thiệt kệ, ráng. Mời công tử. Dạ, xin mời tiểu thơ. Mời. Ta tuyên bố cao công tử là người thắng cuộc. Con gái của mẹ thua rồi đó nha. Gia nhân. Dạ. Mang rượu ra đây. Mời, mời như vậy hãy nâng ly để chúc mừng người thắng cuộc. Ngài, cái tay này nó yếu, tay này. Anh xin uống cạn để chúc mừng hai em được trăm năm hạnh phúc. Hai em xin đa tạ Lương quân. Thật đáng là một đấng trượng phu. Dạ đừng qua lời. Anh chờ đợi thiệp hồng của hai em nha. Người biết bãi xin bái biệt. Vô nhảy. Khoan đã công tử, xin công tử hãy tạm nắng lại đi cùng chúng tôi dùng tiệc mừng. Dạ thôi, dạ cảm ơn, khỏi dùng, tôi no hơi rồi. Vô nhảy đi vậy. Trời đất ơi, đứng đó bộ mày đói lắm hả? Về tao cho mày ăn, ăn củ đòn á. Đây. Gia nhân. Dạ. Tương bút mực. Công tử, đây là tờ giao hôn chỉ phúc để cho hai trẻ kết nghĩa thông gia. Con hãy trở về báo lại với song thân, cho ngày lành tháng tốt, ta sẽ cho hai trẻ kết duyên cặp sắc. Đội ơn nhạc gia và nhạc mẫu. Dạ ơn cho hiền tế. Tướng công, xin tướng công cho phép hai trẻ được ở đây hàn huyên tâm sự. À, mẹ. À, phu nhân. Dạ. Ta vào trong. Mẹ cho phép con đó nha. À, Hầu Nguyệt Ánh. Cao Khánh Võ. Kìa, tại sao lại là Cao Khánh Võ? Cao Lan. Cao Lan ơi, đây là chúng mỹ tử thí sinh dân. Cùng nhau
Ôi mấy lời đá vàng âm êm dường như chim hót, tiếng ai trong ngần như cung đàn ngân nga lạnh lót. Hiếp xin tăng chàng vật này trao đến tay người yêu thương mến ơi, gìn giữ suốt cuộc đời. Đời anh nay có em đoạn đường ta có đôi, tình muốn thuở không rời. Tiếng yêu mờ ngõ ghi khắc bóng hình, anh mãi ghi lòng cúi đầu mình tương giao. Và đây trái hương câu gửi băng vàng tình ta kia thác tiếp sẽ mang trong tim khi giấc chàng đến trái hướng cầu của cao làng cũng chính là linh hồn của em. Hình như là tiếng của Cao Đồng. Kìa, Cao Đồng. Cao Đồng, có chuyện chi mà thớt của người đẫm máu? Công tử, Cao Đồng. Công tử ơi, tai họa đã đến với nhà ta rồi. Tai họa? Tai họa gì? Mau nói cho ta được rõ. Công tử ơi, mới rồi đây chàng công tử họ Lương lần gỗ binh gia kéo đến dây cả nhà ta, chúng hùng tàn như bầy hổ dữ sói lang, chúng hành hạ ông bà rồi bắt trói đem đi. Trời, tại vì đâu xảy ra tai họa này? Công tử ơi, chúng còn phao du bảo rằng lão gia tư thông cùng bọn cướp. Không, nhà ta không bao giờ tư thông cùng giặc cướp. Dù Cao, Cao Đồng, Cao Đồng ơi, còn hai em ta Cao Khánh Văn và Cao Khánh Ngọc đâu? Cậu, cậu, cậu ba và cô Tư như thế nào? Trốn thoát không biết đi về đâu. Còn mẹ của ta ra, còn mẹ của ta ra sao? Công tử trốn, công tử trốn đi. Không, ta muốn biết mẹ của ta hiện giờ như thế nào. Nói đi Cao Đồng. Ba, mẹ ta như thế nào? Ba, Cao Đồng. Phải trở về Giá Trang, ta cũng phải trở về Giá Trang. Cao Lan, Hầu Nguyệt Anh. Vâng. Ta xin hẹn ngài gặp lại. Cao Lan, xin Cao Lan chờ em chốc lát. Em vững lòng, ta chẳng hề quên. Giá cảnh bình yên, kiệu dâu sẽ đón nàng về Vĩnh Phủ. Bước gian truân, thiếp xin chàng hãy bảo trọng lấy thân. Khép vòng loan, thiếp đợi ngày hôm cần. Giờ xin tạm biệt Cao Lan. Kìa, Nguyệt Anh. Mẹ.
ơi, con khổ quá mẹ ơi. Thôi kìa, chuyện gì vậy? Chuyện gì mà con bi lụy? Hãy nói cho mẹ nghe xem nào, chuyện gì? Mẹ ơi, gia đình Cao Lan đã xài ra tay biên. Hả? Cha mẹ chàng không biết sống chết ra sao. Tại sao? Còn hai trời ơi, sao quà gửi tay bay lại giang xuống đầu hôm nay, ngày vui chưa trọn lại buồn, có phải số phận con không may? Con thi gió tuyển phu vừa chọn những mong cầm sắc sớm giao quà, nào ngờ loan phương vẫn còn xa. Bà ơi, con kìa, bán nguyệt có chuyện gì? Bán Nguyệt, chuyện gì? Hãy bình tĩnh Bán Nguyệt. Con vừa mới nghe khắp kinh thành bàn tán gia đình họ Cao bị tịch thu gia sản, phạm luật lệ triều đình cùng bọn cướp tư thông. Này Bán Nguyệt, con nghe chắc chắn hay là con mập mờ? Bà ơi, thêm tin đồng trời là nhà họ Lương lễ vật chất đường rần rộ kéo xa. Để làm gì? Họ còn báo tin hầu lão gia chấp thuận hai họ Lương hầu đồng ý cướp công gia. Trời ơi, tại sao lại có chuyện này? Mẹ ơi, con không thể nào ngờ được mẹ ơi. Con, mẹ tin cha của con là người ngay thẳng, không bao giờ bán rẻ lương tâm. Trời ơi, quả bởi đâu biển đỏ qua cầu dâu, đôi mày đầu xanh con làm chi nên tuổi nè trời. Mẹ. Phu nhân. Tương công, ông có nghe gì chưa? Ông có hiểu gì chưa? Tôi đã nghe tất cả. Rồi bây giờ tính sao đây? Tính sao đây? Bà hãy bình tĩnh. Hồng Nguyên Anh. Dạ. Nay Lương đầy đốc muốn cầu ổn con cho con của hắn. Ý của con, ý của con như thế nào? Thưa cha, thà là con chịu chết, chứ con không để cho đời mai mẹ con là phận gái phải chịu tiếng hai chồng. Hay, giỏi lắm, con của cha giỏi lắm. Phu nhân, bà hãy đưa con vào trong, mọi việc để ta lo liệu. Vâng. Phu nhân. Nguyệt à? Phải. Thôi được, mời dịch để tôi lo. Mấy đâu Ngân Kiều? Dạ. Dạ. Kính chào quan đệ đốc. Chào hầu lão huynh. Mời ngài an tọa. Thưa quan đệ đốc, chẳng hay ngày bước sang đây có điều chi chỉ giáo. Thưa hầu lão huynh, bản chức nghe đồn hầu lão huynh đã sanh được ái nữ tài sắc vẹn toàn, cho nên hôm nay bay đâu dạ tường xin lễ. Đây ít lễ vật, xin lão huynh chấp nhận cho phép xin được cưới hầu Nguyệt Ánh cho con trai của bản chức là Lương Vô Tài. Chắc hầu lão huynh không từ chối chứ? Dạ thưa quan đệ đốc, nhưng lão phu đã gả hầu Nguyệt Ánh cho Cao công tử. Hả? Dòng họ Cao đã tư thông cùng giặc cướp, nhưng giờ đang bị binh gia của bản chức nã thánh trừng. Ai ương ngạnh hãy xem đó mà làm gương. Những ai ương ngạnh xem đó mà làm gương à? Không, đó là những kẻ khác. Đối với lão huynh thì có khác, ít chút lễ vật xin hầu lão huynh chấp nhận. Vật, lão phu xin đa tạ quan đệ đốc. Xin mời ngài hãy dục với tôi vài chung rượu. Việc hôn lễ tôi sẽ sẵn sàng cử hành.
Đa tạ hầu huynh. Xin phép cho tôi được vào trong để lo kịp giờ hoạt đạo. Hầu lão huynh cứ tự nhiên. Mày đâu chờ tao một chút nha. Tía, mọi việc con nhờ tía tới đâu rồi nói nghe coi. Hả? Vô tài. Cứ an tâm, việc gì mà cha nhúng tay vào thì phải thành công. Nè, con hãy chuẩn bị chỉnh tề nghe không? Đợi giờ tốt sẽ đưa vợ con về dính nói. Hả? Cưới liền bây giờ hả cha? Trời ơi, thương cha quá. Đưa mặt con miếng rồi. Dạ, muốn hôn quá mà bữa nay con nghẹt mũi, hung nó không có thấm. Con hãy làm thể là mắt nhặt da con đi con. Nè, chào đó. Dạ, kính chào Lương công tử. Chào rồi. Con ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Dạ, chứ sao? Phải ăn nói làm sao cho người ta biết mình là người có học chứ. Ý cha muốn nói là văn chương đó phải không? Rồi, văn chương cũng được. Coi nè, cha coi con này nha. Văn chương tới con. Thưa nhạc gia, cùng chúc tân xuân đến nhạc gia, hiếu hỷ an khang đến vợ hiền, bách niên âu dài đến trường thọ, rung răng bạc râu đến cặp đầu hồng hồng. Nên đi con, đừng nói lung tung. Nói văn chương vậy cũng rầy con, biết bảo con dư ăn học, giờ đây dịp mai mới được cổ tài hẹn nè. Gia nhân, dìu tiểu thơ ra đây. Thấy cái tướng đi có biết đẹp rồi. Cái tướng gì có mặt đẹp dữ lắm. Nguyệt Anh, đã đến giờ tông hôn, ra đi nhớ cẩn thận nghe con. Thôi trở về vòng, cho rước dâu đi kịp giờ hoàng đạo. Mày đâu? Đưa má tao về. Ủa vợ tao về. Trời ơi, bữa nay tôi đã tôi quấy. Phu nhân, bà phải vào trong tu xếp hành trang. Để làm gì? Rời khỏi nơi đây, về quê lánh nạn. Về quê lánh nạn à? Người ngài mắc phải tai ương, kẻ kia giang ác lòng hành hại dân. Bay đâu? Bắt nó cho ta, đừng để nó chạy thoát. Mệt quá, đứng ngó không mà mệt đó. Quánh còn mệt dữ nữa. Hầu Nguyệt Ánh đâu sao không đưa qua mà đưa con tỳ nữ này? Hả? Nói cho ta nghe coi. Nói, tại sao không nói? Nào ta đành đang tâm cho con, vui dây à nở duyên cùng quân xoáy lan cuộn tâm đã gây bài. Tham sầu đến nhà họ Cao à, toàn á gia thoa hình à, giờ cũng vì nghĩa tình của nghi ông bà, để hầu Hà Nguyệt Anh đào vòng rời khỏi gia đàng. Thân hồng nhan đã dẫu có chết, nguyện đền bồi công ơn bao ngày, người nuôi dưỡng thân con. Chết! Dừng tay lại hết. Nếu không á, ta thẻo lỗ mũi ông già này bây giờ. Tướng công, tướng công, nhìn tướng công cực, chớ nên rơi lệ xoay
lòng đau lệ rơi chưa khô rau mi. Nơi đến thân ta cảm dương điều ly phiền, biết đến sao. Ôi lòng quằn người không tim không ngốc, binh mã quyền quý giết người có thể sĩ tiết ô danh gì hận đến muôn đời. Quỷ ác mà dương chúng bay hài đi nhất từng lời chửi hả? Thân già này từng giàu sinh ra từ nào xa gì một mạng quan nhục này không thấu trời xanh thì hầu dân đạt nguyện làm thân cây cỏ. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, sân chết cùng mi biết đổi mạng phen này. Không tương công phụ nhân thân râu mài nào ngài giang lao, ta khuyên bà dằn lòng ra đi. Xanh xem nhẹ như tờ đồng hồng, cô nàng đau để chờ ngày sau này thì gian thần tôi chưa được. Không, nguyện chết chung bên nhau cho tròn phu thê. Tướng công, phu nhân đi. Không, đưa không đi. Tướng công ơi. Chúng bay là quỷ chứ không phải là người. Tướng công ơi hãy chờ tôi theo với tướng công. Bồng qua lá như rêu cười, rừng núi yên lặng thầy yêu mến rừng. À, anh Ngân Bình à. Thật đáng khen con người trí nhân, ngang hàng giới chi còn tên kia cùng kiếm ngang trai nào ai dám đua tay. Đường kiếm dung lên kia sắp qua muôn ngàn tơi ta, con xin giá vàng trời bán mối duyên trong lành để em tôi có nơi xin tài. Sao huynh cũng là hàng quân tử, tại sao học đòi theo kẻ thất phu chứ hả? À, huynh có chọc ghẹo ai đâu mà gọi là thất phu. Dám ám tiễn muội còn chối cãi nữa. Ê, đây không phải gọi là ám tiễn mà gọi là thử tài đó nha. Thử tài gì mà đằng sau bắn tới muội? Bắn trước mặt rất dễ dàng, bắn đằng sau mới khó chứ. Nè,
Nếu biết em là người thô lỗ hả, thì vừa rồi chẳng thèm cầu nguyện cho uổng công đi. Chà, ăn tôi tốt dễ sợ luôn. Phải rồi, huynh cầu nguyện cho muội đừng có bắt được mũi tên chứ gì. Không phải đâu nghe. Chứ cầu nguyện những gì? À, thì à, mình cầu nguyện cho em của mình có người con trai để ý vậy. Mà huynh này kỳ ghê vậy à. Làm như em ế chồng vậy đó, phải nhờ huynh cầu nguyện. Ế là cái chắc. Sao? Ai dám cưới em nào? Hả? Nghĩ lại đi. Cha hành nghề thảo khấu nè, còn anh em mình thì nối nghiệp cường sang. Núi Chí Bình á, trai trẻ rất hoang mang. Nghe tới tên của em á, họ sợ, họ kêu bằng... Bằng cái gì? Bằng bà ngoại. Thôi đi, ghét anh à. Anh cũng biết, tuy cha mình làm nghề thảo khấu, nhưng mà cha có ăn cướp của ai đâu. Hận kẻ gian nên cha mới dạch đức xưng dương, trừng trị kẻ tham quan. Cha chia sớt cùng vẫn lành khổ cực. Cha thường dạy anh em chúng ta là lá lành phải biết đùm lá rách mà. Quên quên rồi sao? Thì anh... Anh thì có thể quên, chứ em làm sao quên được thảm trạng đau thương. Bởi họ lương âm mưu gây hận quang, giữa triều đình phao tin cha mình làm phản, thân ám hại trung thần làm gia cảnh phải ly tan. Nhớ hồn gia trang kiếm băng tình sang, nên cha ta mới thoát được tai nạn. Dìu dắt nhau trên con đường sương gió, lễ chẳng ngưng trào đổi nghiệp mang sao. Mẹ đã xuôi tay bỏ lại trần ai, hai trẻ dại khờ gà trong nuôi con, nhưng cha vẫn đợi chờ. Giết kẻ tôi gian trừ loài sâu mọt, chim núi Chí Bình tiếp thảo chiêu binh. Đánh cướp kẻ tham quan, giúp đỡ người dân cơ cực. Đại nghĩa nêu cao lắm kẻ theo về, xin chiếu lỗi cùng em lời của huynh đây quá dũng về. Thôi, chuyện đó anh khuyên em nên gác lại. Nè, bây giờ anh em mình đi thăm bẫy xem nào. Được rồi, để xem ai bắt được con mồi lớn. À ha, được, chờ xem. Chờ xem. Hả, chờ xem. À, chờ xem. Nổi nữa hả? Dạ. Hay là anh cõng em nha. Anh cõng em hả anh ba? Lên đi, anh cõng em cho. Lần bước dìu dắt em trên bước đường trong gai khổ đau. Tình
trời cao ban phước, thân mau trướng quân an toàn cho gia đình trung quan. Ngọc ơi, Ngọc à, em sao vậy Ngọc? Em đừng có làm anh sợ nghe Ngọc. Em mệt quá anh Văn ơi. Em mệt lắm hả? Em đói nữa. Trời ơi, em tôi đói. Giữa rừng núi như thế này kiếm cái gì cho em tôi lót dạ bây giờ. À Ngọc à, em ráng gượng đi với anh đó đi, chứ ở đây chẳng an toàn, kẻo binh gia của họ Lương đến á thì nguy lắm em à. Ráng ráng tới dốc núi kia rồi anh kiếm gì cho em ăn nha. Anh ba ơi, em đi đi với anh em à, ráng đi không, ráng đi với anh mà. Em đi không nổi nữa rồi, em khát nước quá, em đói bụng nữa, em đi không nổi anh ba ơi. À Ngọc à, hay là em ngồi đây em chờ anh một chút xíu nha. Anh đi ra bờ suối anh múc nước cho em uống nha. Em đừng có đi đâu hết Ngọc. Anh đi mau mau nha anh ba. Anh đi về liền mà. Anh ba ơi, em sợ quá anh ba ơi. Anh ba ơi, anh về cho em đi theo anh với anh ba ơi. Anh ba. Bảy mình xui rồi. Cái gì xui hả? Một chuyện lạ khó tin mà có thật. Chuyện gì? Không phải con mồi. Trời ơi, mà là con gì? Mà cái con gì lạ lắm. Lạ là sao? Cái con này ha, nó bự, thật là bự. Nói lẹ lên. Có hai chân, mắt nó chớp 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 chớp. Con gì kỳ vậy? Con nó giống. Giống gì? Giống gì? Giống cô ba lắm. Hả? Hả? Trời. Giống tôi. Giống tôi là con gái. Dạ. Hiền Quỳnh ơi, Quỳnh thua muội rồi. Bảy Quỳnh xui xui rồi. Cô ơi cô, dạ bảy của mình cũng phải là thú rừng nữa. Hả? Không phải thú rừng chứ là gì? Dạ mà là con dai. À, Hiền Quỳnh ơi, bảy muội bắt được con nai đó. Trời ơi, muội thắng Quỳnh rồi ha. Dạ dạ không phải là con nai. Dạ mà là con trai. Hả? Cái gì? Con trai. Dạ. Con trai. Trời đất ơi. Muội ơi, bảy muội bắt con trai, bảy huynh bắt con gái. Đây không phải là chuyện tầm thường. Đúng là quân gian tế. Muội. Muội. Hả? Bây giờ muội hỏi trước hay huynh hỏi trước? Để muội đi. Thôi để huynh đi. Thôi để muội hà. Thôi được rồi, nhường cho muội đó. Ninh. Ninh. Ai cho cười? Ai cho cười? Tuy y phục tả tơi nhưng sắc diện không phải là kẻ bần tiện, đúng là quân gian tế. Lâu la. Dạ. Ê Linh. Dạ dạ dạ, quan dạ thưa hai ông bà. Ninh. Ninh. Không phải là ông bà. Đúng. Đây là anh của ta, còn ta là em của anh ta. Dạ. Dạ vậy thưa anh chị. Ninh. Ninh. Không phải là anh chị. Vợ chồng người ta mới kêu anh chị phải không Quỳnh? Đúng. Vậy chứ bây giờ em biết gọi bằng gì giờ? Để ta suy nghĩ một chút đã. Quỳnh nè. Hả? Quỳnh là lớn ha. Lớn tất nhiên là đại. Phải gọi là đại Quỳnh Quỳnh. Đúng. Đại. Muội là nhỏ. Nhỏ tức là tiểu. Phải gọi là tiểu cô cô. Nghe nè, đây là đại huynh huynh. Còn ta là tiểu cô cô. Dạ vậy thưa đại huynh huynh và thưa tiểu cô cô, hai người cứ nhìn hai anh em tôi là biết liền. Hai anh em tôi á là người thẳng ngay, không biết đường nên đi lạc vào rừng, chớ nào phải đâu là quân gian tế giả dạng thường dân. Xin ngài thương xót, xa ơn đây tôi xin
dạ, dạ, hiểu không? Không phải như vậy đâu. Dạ, dạ thưa tiểu cô, hai anh em tôi á chỉ là kẻ lạc đường chứ nào phải là quân gian tế. Và hai anh em tôi á là có cha có mẹ, con cầu con khẩn đàng hoàng á, có sổ lâu tài. Dạ. Vậy hả? Thôi được rồi, giả về sơn động sẽ biết rõ ngay gian mà. Lâu la, dạ. Đi lên. Dạ rồi mùi ơi, bị bắt rồi mùi. Đi. Rồi, huynh ơi. Thưa phụ thân, chúng con vừa bắt được hai tên thám báo đang lảng vảng dưới chân đồi. Dạ, vừa giả về đây để cho phụ thân tra xét đó. Hai tên kia, nếu không hồng thì phải công khai cho rõ mọi sự ta hãng thường. Bằng quanh quẩn vô vàng thì ta e khó đặng an toàn. Hai người dám cả gan đột nhập, không biết nơi đây là sao việc của núi Chi Bình. Hai người cả gan chân mạng lĩnh của triều đình đến núi Chi Bình cho thăm phải chăng? Dạ, kính thưa đại vương, anh em tiểu sinh chẳng có ý gian, xin đại vương rộng lòng suy xét lại. Lời lẽ chất phát. Dạ. Y phục đã nhiều ra nhưng gương mặt và phong cách lũ lộ ý gian, cho ta biết bọn bay không phải là con nhà bần tiện. Hả? Lâu la! Mong nhờ người ban ơn tha thương huynh con nguyện chưa tha. Thật tâm chúng con đau thương, núi Chi Bình là rừng thâm nghiêng. Được, lâu la. Dạ. Bắt đứa con gái này đem đi treo cổ. Quan đại dương, đại dương. Chết mùi bỏ manh một mình cho mùi. Quỳnh ơi, quay qua quỳ lại đại dương đi mà. Thầy dương dạ. Cao cho em con một lần đi mà. Mùi đành lòng nào làm ngơ. Ơi ơi cao xanh, kéo biết bao ly phiền. Gia đình ly tan, thân lắm bao gian nan. Đại dương đi mà, đại dương, đại dương mà. Chớ góc tan chi anh liều một thân. Thưa đại dương, con xin thế màn cho em khởi. Được, muốn chết chung thì ta cũng chịu ý. Lâu la. Dạ quân. Dạ thưa cha, con thấy anh em họ trông có vẻ rất là thật thà. Dạ thưa cha, con nhận xét không sai đó cha. Đúng. Dạ, dạ thưa cha, quyền áp bức nên phải chịu cảnh ly gia. Trời ơi, hồi hiền lành lắm cha ơi. Dạ, đúng. Cha ơi, cảnh ngồi có khác nào gia đình ta thôi dạ, chứ. Dạ đúng rồi cha, đúng, dạ đúng, dạ, đúng, dạ, đúng. Dạ, cha, dạ, đúng, dạ, dạ, con ạ. Cha xỉu, cha xỉu. Cha xỉu rồi cha. Dạ. Dạ, tỉnh lại cha. Cha. Đứa nào thì nói một đứa, bên này nói rồi cha biết nghe ai đây. Bây giờ ai nói? Dạ, dạ cha, con. Ê, cha, dạ. cha, tỉnh lại cha. Dạ. Cha. Quý anh. Dạ. Cha cưng con nhiều nhất. Dạ. Cha cho phép con nói. Dạ đời ơn cha. Vậy để con nói nha cha. Dạ thưa cha, con thấy anh em họ trông có vẻ rất là thật thà, nguyện áp. Đó. Con gái phải thùy mỹ nết na. Trời đất cười chưa đi là cha chưa nói là cười. Dạ, để con thùy mỹ. Ừ. Đó. Đó. Như vậy mới được không? Thu dẹp đi. Sao vậy cha? Cha cho phép con nói đi cho cha nghe. Chứ cha đâu có cho phép con nhún nhảy trước mặt cha. Đâu phải con nhún nhảy, cái đó gọi là thùy mỹ đó. Vậy không?
Từ trước tới nay theo nghiệp cha chỉ quen cởi ngựa bắn cung, bây giờ thùy mị như thế đó có phải được không? Nào tiếp tục đi. Dạ. Dạ. Thưa cha. Muốn tắt thở rồi con. Con nói chậm cũng phải là chậm vừa phải để cho cha nghe. Con làm cái gì mà cha phải theo dõi từ câu từ chữ, cha muốn đứt hơi với con. Dạ để con nói nhanh hơn nữa. Dạ thưa cha, con thấy anh em họ trông có vẻ rất là thật thà. Vì ngấp bức nên phải chịu cảnh ly cha. Đúng đúng. Cha nhớ lại đi cha. Sao lúc con? Ông Lương thừa tướng đó, ông vu oan cho cha là kẻ gian thần, cha mới bị quân của triều đình đuổi lên trên này nè. Trời ơi. Dạ. Mới thùy mị đoan trang đó rồi bây giờ trở lại là cái tật cũ của con nữa rồi. Dạ tại con tức giận cái con quên. Dạ cha ơi, cha nghĩ lại đi cha, cảnh trạng ấy có khác nào gia đình ta thuở trước hả? Con nói đúng phải không cha? Cha ơi, chàng thanh niên này nè cha, có cách nho nhã, con nhà ăn học, con cầu con khẩn, có xỏ lỗ tai, cha tha được đó cha. Em con nói đúng đó cha, cô nương đây trong cốt cách là người lương thiện, cha tha đi cha. Quyền. Dạ. Con có thể nhận xét đúng, nhưng con cũng phải thật tâm dè dặt. Nên em Túc Hạ. Dạ. Tên họ là gì? Dạ, dạ thưa đại dương, dạ con tên là Song Hỷ. Còn cô bé kia? Dạ, dạ con tên anh ba ơi, hả? Anh tên gì anh ba? Tên gì? Dạ, em con nó tên là Song Hạ. Dạ. Hà nem Hỷ Hạ. Hả? Hỷ Hạ. Hiền Quỳnh ơi, hả? tên xấu quá hà. Ừ, tên xấu mà người đẹp. Có lý. Thôi được, ta tạm giam anh em Túc Hạ ở đây, chờ ngày ta tra xét, nếu không có tội ta thả cho xuống núi. Dạ, đa tạ đại vương rộng lượng. Dạ thưa cha, con nghĩ rằng công tử đây là người học thức, con xin cha hãy lưu lại thư dùng, giao phần sổ sách, chẳng hay cha đồng ý không cha? Hay. Ngẫm ra ý của con cũng hay đó. Được, cha chấp thuận, nhưng con phải để tâm thận trọng theo dõi. Dạ tuân lệnh cha. Cha ơi, coi vị tiểu thơ kia đó, xin cha giao cho phần quân trang quân dụng đi cha, chỗ ấy đang thiếu người mai cắt đó. Con xin lãnh trách nhiệm theo sát để để đôn đốc canh phòng á cha. Có thi chứ cũng tiện. Nên em Túc Hạ nghĩ dạ. Thế nào? Dạ đa tạ đại vương, anh em chúng con cố gắng làm tròn bổn phận ạ. Tốt lắm. Quý Anh. Dạ. Ngân Bình. Dạ. Đưa anh em họ ra sau trại cho thay đổi y phục và giao phần công việc đi. Dạ. Tuân lệnh cha. Đội ơn đại dương, đội ơn đại dương. Đi em à. Ý đâu có được đi chứ. Nè bên này nè. Tất cả. Bên này. Đi với tôi nè. Hả ơi, bỏ Hỷ á hả? Hỷ bỏ hả? Hả ơi, bỏ Hỷ. Hỷ ơi. Dạ, bẩm đại dương, có một công tử sức lực phi thường đòi gặp mặt đại dương. Được, hãy cho công tử ý vào. Đi. Dạ, dạ đi. Dạ, tiểu sinh là kẻ vô danh, xin kính chào đại dương. Người quân tử sao lại vô tên, tìm gặp lão phu hà sự? Nghe thiên hạ đồn vang, trưởng đại nhân là người chiêu hiền đại sĩ, đức độ anh minh, dũng nạp nhân tài, hận kẻ bảo quyền lên ẩn tích mai danh, chờ đợi thời cơ giết lũ tặc thần. Lão phu chẳng dám nhận lời ban tặng, đó là bổn phận của đứng đầu mại hận lương thừa tướng là đứa sẵn thần. Mê hoặc tổ tụng làm tôi cũng phải xa vua, mục đích của công tử đến đây gặp lão phu hà sự? Dạ, trước hết là để thử tài. Nếu thật là bậc chân tài, tiểu sinh nguyện cúi đầu xin được đầu quân. Được,
Vậy thì công tử dùng binh khí gì cho biết. Dạ, sở trường là trường thương. Lâu La! Dạ! Mang trường thương về đại đao cho lão phu. Đúng lên! Mời công tử. Mời đại dương. Tại sao biết được đường thương bí truyền của họ Trương? Đường đao của ngài chưa đủ tư cách để hỏi họ tên. Đừng sực lão. Hãy xem đi đao pháp. Chồng con dòng dõi trung vân, phụ thân chồng con là cao thúc sơn nguyên say. Vì gánh đi chữ nợ duyên do trời dành sẵn, mà gia đình họ lương ám hại kẻ đúng thần. Cậu, con là Hầu Nguyệt Anh, con của Hầu Văn Đạt, là cháu của cậu đây. Mẹ của mi tên gì? Dạ, mẹ của con tên là Trương Thế Phùng. Đúng rồi. Cậu, cháu tôi đây mà. Cậu thân con trôi nổi xa lìa sông đường, tình đau ngang dù họ cao ép con quần hôn, gạt lệ sông thân tiếng đưa con lạnh nào. Trời ơi, không, nghe con phân to buộc sẽ tim lòng. Trời già sao nỡ đi đành ghét ghen, bao nhiêu hồn câm quán than lệ rơi. Thề nguyện mỗi gian đứa ta già bao thù. Thật tội nghiệp cho cháu của tôi. Cháu lên được trên đây là cậu rất an tâm. Cậu hứa sẽ chu toàn mọi việc. Lâu La, hãy đưa tiểu thơ ra sau sân trại, dọn căn phòng sạch sẽ cho tiểu thơ ngơi nghỉ nha.
chết. Tiểu thơ ơi, đâu phải công việc này của tiểu thơ. Dạ thưa công tử, dạ tôi ngồi không cũng không có chuyện gì làm, cho nên tôi làm cho khuây khỏa vậy mà. Dạ thưa công tử, dạy chi ạ? Giao cho tiểu thơ công việc cắt may ở quân trang quân dụng, có làm cho tiểu thơ buồn phiền gì không nè? Dạ không đâu, không đâu. Thưa công tử, trái lại tiện nữ lấy làm vui mừng được góp công với sơn trại. Dạ, mời tiểu thơ ngồi. Dạ tôi đứng được rồi. Không sao đâu, tiểu thơ ngồi đi. Tôi ngồi được rồi, còn công tử ngồi đâu? Tôi ngồi đâu mà không được. Ngồi đi tiểu thơ. Dạ. Tôi biểu ngồi đi. Dạ ngồi. Ngồi thì ngồi được rồi đó, làm gì mà lớn tiếng với tôi dữ vậy? Tôi xin lỗi tiểu thơ, tôi hơi lớn tiếng với tiểu thơ. Tôi hứa sẽ không làm cho tiểu thơ buồn nữa. Dạ, dạ đội ơn công tử. Tiểu thơ à? Dạ. Từ lâu sơn trại của chúng tôi thiếu người chuyên môn đảm nhận, nay có tiểu thơ tiếp tay thật là may mắn. Dám thưa công tử, tiện nữ xem ra đại vương và công tử chẳng giống như các thảo khâu cược sơn, mà có kỹ cương cũng giống như một vị tướng soái đại tài. Thiếp lấy làm bội phục. Chẳng giấu chi tiểu thơ, cha tôi trước kia là một vị đại thần của triều ca. Binh cơ lão luyện ít người sánh qua, phò vua giúp nước an nhà. Tôi tên danh nghiệp chói lòa, ngờ đâu bỗng nhiên mang tai họa. Bởi gian thần xàm tấu dèm pha, rằng cha tôi là gian thần đạo tặc, truyền gia hình tru lục toàn gian. Chúng tôi đành ẩn nao chốn thâm sơn, vì xa cánh nhà công tử không phát gì biên cố gia. Tâm hồi quán nàng nén hận thù vào tận buồn tiên, chúng ta cùng một cảnh tình đau thương, gặp nhau trên bước đoạn trường, mong được cùng ai chia sớt nỗi niềm. Công tử, một tên thảo khấu cường sơn đâu dám nhận đại danh công tử, nhưng xin được ân huệ gọi thẳng là Trương Ngân Bình. Ngân Bình đại ca. Tiểu thơ song hạ. Ủa tiểu thơ. Dạ. Sao lại cười? Tôi có làm gì không nè? Dạ không. Dám thưa công tử, tên song hạ chỉ là tên giả để che mắt kẻ gian, chứ tên thật là Cao Khánh Ngọc. Cao Khánh Ngọc. Vâng. Tên đẹp quá. Còn Song Hỷ? Đó là tên tam ca Cao Khánh Văn, còn huynh trưởng là Cao Khánh Dọ, thân phụ lãnh chức Nguyên Nhung Cao Thúc Sơn Nguyên Soái. Nghe thân phụ thường hay ca tụng dòng dõi họ Cao là dòng dõi đại thần. Đại thần. Đại thần là lúc đất nước đang cần, khi yên giặc mới nhường quyền cho bọn xàm thần thao túng. Khánh Ngọc hiền mùi, chúng ta cùng chung cảnh ngộ, nhìn tiểu thơ buồn khổ lòng tối thấy xôn xao. Trong cuộc đời sóng gió gian nan, tôi mong được cùng ái chúng hòa nhịp sông. Công tử,
tử muốn nói. Tôi muốn nói đây con tim vừa mơ ngò ghi hình anh một giây nhân, mong cùng hộp khúc tình xuân kỳ duyên mong ước nên đôi ta hồng. Ngân Bình đại ca, Khánh Ngọc hiền muội. Ngân Bình hiền muội. Của người nhi nữ khiến cho hàng trưởng phu càng thêm bái phục, thù sâu chưa trả mà đã lo toan đến chuyện tư hồng. Lời châu ngọc của tiểu thơ càng làm cho ta hổ thẹn trong lòng, xin tiểu thơ niệm tình mà rộng lượng vì ta quá bồng bột trước một giai nhân. Tuy chưa được tiểu thơ hứa hẹn lời vàng đá nhưng lòng Trương Ngân Bình vẫn son sắt đinh ninh. Rồi có một ngày xuân tươi đẹp kẻ gió biển chân chất sẽ chiếm được trái tim người thuộc. Câu giai ngộ trúc mai Ngân Bình Khánh Ngọc trọn đời bên nhau. Giữa non xanh thanh thiên bạch nhật lời khoai như mật ngộ trong lành. Nếu vì nhau hãy chung ý chung lòng, chẳng phải ráng sức võ luyện để mong có ngày vách mắt kẻ ta thâm. Em sẽ chờ dù gió táp mưa sa không lay chuyển dù non mòn biển ca. Dần hồng lô vàng xua tan mây mù bao phủ, đó là ngày loan phùng hòa minh. Ngân Bình công tử. Đó, lại công tử nữa rồi ha. Dạ, dạ Ngân Huynh. Ngân Huynh, đã trao nhau đôi lời tâm sự, bây giờ thì chàng hãy đưa em đến kho quân trang mà nhận việc. Ôi, thật là hạnh phúc cho kẻ võ biền này biết mấy. Dạ xin mời, xin mời. Dạ. Yeah!
lạ mặt khả nghi, Trình Đại Dương định liệu. Dẫn vào. Tuấn Anh. Nàng kia, nàng là ai? Khá mau khai thật, có phải là quân của triều đình lên núi Chí Bình dò thám không? Kính bẩm Đại Dương, tôi không phải là tên dò thám, mà tôi là kẻ đưa tin. Tin gì? Cho ai? Việc gấp rút lắm rồi, xin phép Đại Dương cho tôi được gặp tiểu thư Hầu Nguyệt Ánh. Ngươi là gì của Hầu Nguyệt Ánh? Tôi chỉ là kẻ tôi đòi hầu hạ, nhưng ngài Hầu Văn Đạt đã xem tôi như là con ruột. Hầu Văn Đạt? Nhưng lời nói của ngươi lấy gì để làm chứng? Trong cơn nguy biến, kẻ tùy tùng không kịp lấy vật chi. À, phải rồi, kính bẩm Đại Vương, đây là cành trăm của phu nhân đã trang điểm cho tiện nữ trong ngày hôn lễ. Trương Thị Phụng, đúng, đúng là cành trăm của anh tặng cho em trong ngày lễ cưới đây mà. Câu chuyện xảy ra trong một ngày tươi đẹp, nhộn nhịp ngựa xe, trai gái khắp nơi đến hầu giá trang để giữ ngày chiếu phu đại hội. Quá cuộc thử tài đỏ sức, lương vô tài thảm bại, còn Cao Khánh Võ được khen rễ đông sàng. Nhưng nỗi vui mừng chưa được lớn môi thì tai họa đến, bởi nhà họ Lương mưu hại. Nhà họ Lương nữa sao? Chúng dư không cho họ Cao đã thông đồng cùng giặc cướp, rồi ép buộc họ Hầu phải chấp nhận tống hôn. Hầu gia nghĩ thế nào? Đại Vương ơi, quá tương cô nên con mới trao hôn, để cho cô cậu được trăm năm hạnh phúc. Nhưng chuyện đổ bể Lương Vô Tài biết được, chúng mới đem quân dây phủ khắp nhà. Dây phủ khắp nhà? Việc thảm sát xảy ra, ông bà chống cự cho đến khi kiệt sức. Em gái ta kiệt sức rồi sao nữa, tiếp tục kể đi. Tuy sắp chết nhưng không để rơi vào tay giặc, nên ông bà đã tuẫn tiết quyên sinh. Chết rồi sao? Thank you.
xoài đại nữ thân sâu, mây lơ lửng trôi hoài. Muôn loài chim bay về đây hót vang, đâu khác chi non bông trên miền cung tiên. Trăng xoài đại nữ thân sâu, tuyết sương đeo cành liễu. Trăng xoài đại nữ thân sâu, mây lơ lửng trôi hoài. Muôn loài chim bay về đây hót vang, đâu khác chi non bông trên miền cung tiên. Kia dừng trăng đáy nước in sâu mắt hồ soi, đây ngàn hoa bát ngát hương yêu tô điểm đời. Đêm tình thương hòa trang cùng nhau xoa hết thương đau, lòng nhân ai cùng bao người mến. Bắt gặp rồi. Tiểu cô à. Trời, tiểu cô muốn hay quá. Vui thì vui, nhưng bổn phận phải lo tròn, không thì đại vương quở trách đó. Đại huynh, Cao Khánh Võ anh tôi bây giờ anh ở đâu? Cao Khánh Võ bây giờ anh ở đâu? Cao Khánh Văn. Trời thẳm thẳm xa vời khốn xiết, nhớ hai em đau đớn nào an. Cánh buồn người thiết tha lòng, cành cây sương đường tiếng trùng. Khánh Văn, anh đi tìm em đây. Cao Khánh Văn, cành ly biệt gia đình tan nát, mặt sầu tuôn ai tác càng cho vơi. Càng trong mơ càng một xa vơi, tất lòng thảm thiết chính trời thấu chân. Cô, sao tiểu cô té dữ vậy? Đỡ lên giùm đi. Dạ.
Dạ. Cảm ơn công tử nha. Cái gì mà công tử cười vậy? Tiểu cô cô ơi. Dạ. Tôi nói này tiểu cô đừng giận nha. Dạ không, tôi thiệt tình lắm. Tiểu cô mặc đồ kỳ quá à. Công tử biết sao không? Tại vì nó dài và rộng quá. Từ trong nhà ra đây mà tôi té 3 lần rồi đó. Té 3 lần rồi? Ừ. À thôi tôi hiểu rồi. Tại vì tiểu cô đi nhanh quá đó. Mặc đồ này phải đi chậm chạp, đi từng bước một, nó sẽ không té thôi à. Đâu, tiểu cô nghe lời tôi, thả nó xuống đi. Bỏ nó xuống. Công tử. Đó, bây giờ tiểu cô quay thử một vòng, quay như nãy tiểu cô múa vậy đó. Quay nè. Đó, thấy không? Dáng của tiểu cô mà mặc cái này hả, nó tha thước và dịu dàng hơn đó. Nhưng mà sao đi té hoài hả? Đi té hoài hả? Tại vì tiểu cô đi nhanh quá đó. Bây giờ tôi tập tiểu cô đi nha. Bây giờ tiểu cô tưởng tượng đây là một đường thẳng nè. Tiểu cô đi chậm chạp từng bước một. Tiểu cô sẽ thấy khác liền à. Tôi đi nè. Nào. Ý, công tử ơi, đi cái kiểu này là không có sợ té rồi. Đó, tiểu cô thấy tôi nói đúng không? Dạ. À, nhưng mà tôi lạ có một điều là tại sao giữa rừng núi âm u như thế này mà tiểu cô lại có những bộ y phục nơi kinh thành vậy? Ừ, ở đây làm gì có công tử của thuộc hạ cha tôi đem về cho tôi đó. Ở đâu họ có? Họ đi ăn cướp. Hả? Công tử nè, đừng có hiểu lầm nha. Cái này á là cướp của kẻ cường hào ác bá rồi chia lại cho dân lành thôi. Vậy à? Hôm bữa đó tôi thấy em song hả của công tử đó bận đồ có cái tài rộng thiệt là đẹp. Vì vậy cho nên tôi mới lấy bộ đồ này ra tôi bận. Song hả à? Ừ. Tiểu cô nè, tôi nói này tiểu cô mừng đi. Song hả em tôi nó mặc đồ này hả đã đẹp rồi, mà tiểu cô mặc hả còn đẹp gấp trăm gấp ngàn lần nó nữa đó. Thiệt hả? Thiệt mà. Trời đất ơi. Ừ? Khen rồi. Ừ. Khen á. Ừ. Thì mình bận hoài. À, công tử nè. Ừ. Tôi biết là công tử là người học thức uyên thâm, từng nấu sữa sôi kinh nơi cửa khổng sơn trình, đúng không? Tiểu cô dạy quá lời, tôi nào dám nhận như vậy. Công tử, tuy ở nơi đây nhưng mà cha của chúng tôi vẫn bắt chúng tôi văn ôn võ luyện. Vậy à? Công tử, tôi muốn hiểu biết thêm. Có thể nào công tử cho tôi nghe một vài vần thơ phú được chăng? À, tiểu cô à, tôi chỉ sợ là văn thơ của tôi chỉ làm bẩn tai người thục nữ thôi à. Công tử, người khiêm nhường đó. Tôi nói thật mà. À, công tử nhìn xem, cảnh vật nơi đây, ôi, thật là đẹp đó. Phải, cảnh vật nơi đây thật là tuyệt đẹp. Tiểu cô, nhìn kìa, ánh trăng. Ánh trăng? Công tử, người thử đặt bút và vịnh dần trăng kia xem. Vịnh dần trăng à? Vâng. À, nếu quả thật tiểu cô có tâm hồn văn sĩ thì được. Nơi đây có trăng, có gió, có đồi cao suối mát. Tôi sẽ vì người ngọc mà phổ lên lời thơ trong ý nhạc nha. Dạ. À, nhưng mà chỉ tiếc có một điều là giữa rừng núi âm u như thế này thì làm gì có âm điệu để mà lời thơ của tôi hay được. Công tử đừng có lo, chốn núi rừng này thì thiếu gì là âm điệu. Chờ tôi nha. À, có rồi kìa. Lạ thật mà. Miệng thổi thấy ghét quá. Được không công tử? Hay, hay lắm tiểu cô à. Vậy tiểu cô hãy thổi nó đi. Thổi nó đi trăm điệu vang cả núi rừng.
dòng nước em mơ. Trăng vuốt nhẹ cành liễu, làn gió vi vu bao tiếng tơ em đềm, em đềm như ru. Hội ngộ khách tao nhân, tôi từng mơ một trời thơ diêm ao. Để những đêm trăng giờ thành khúc hát găm qua cho em ấm cung. Đàn cho thăng trầm thanh âm lâu nhạc nhòa khiến tơ chung lạc kim mà. Mãi đến hôm nay khúc đàn lòng mới hòa điệu ngân gian. Chàng biết chăng tâm chân tình của quê đời hàng sinh trên bước đoạn đường phiêu linh. Không nói tựa nương cam nghĩa tình ai, tiểu thơ đã có lòng đoái tương. Cô à, nhưng tâm tình ngổn ngang liệu toan sao tròn. Có phải chẳng chàng sẽ kinh đi tiếp mà nên chỉ lừa lời để cướp từ tình tôi. Dòng có đâu tiểu cô à. Tôi nào dám nghĩ tiểu thơ là hạng gái qua đường, hạng gái lẳng lơ, mà tôi chỉ sợ tiểu cô chê tôi là phận hèn sinh phiêu bạc, tay trắng trắng tay, không nên công danh sự nghiệp mà lại còn nhưng mà người ta đâu có chê đâu nè. Không có chê hả? Nói thiệt đó, không tin thề đó. Tiểu cô đừng có thề, tôi tin rồi. Nếu quả thật
tiểu của cô không chê tôi là phận hèn sinh phiêu bạc, thì tôi xin được nguyện cùng ai kia khắc ghi lời vàng đá. Công tử, lời chàng thiếp xin nguyện có dừng tranh kia chứng giám đó. Cô quý anh mà. Quý anh. Anh mắt trao lời nhau ngàn năm cô quân. Hai tiếng lòng tình ta lưu luyến, nghe tiếng tìm chung quà dịp điều yêu đương dân dương. Thề chúc mai không bao giờ phai. Gió đưa mây, mây ơi bay về phương nào. Chờ ý thơ mang theo nhiều mong mơ. Kìa dòng suối trong lanh, hoa lá nọ càng thêm xanh. Đừng quên lời trao mối yêu đâu. Bước thang mây rèn tâm, ngày đêm khắp đi. Kia bán vàng đầu qua tên chi. Thua tan áng mây đen bao phủ trùng. Ngày vinh quy sẽ đến với em. Hò hàng đôi bên đang chờ xe. Chàng có mặt ở đây à? Tôi đồng phán bội hả? Nàng Lai, sao tự nhiên đánh tôi vậy? Không muội, em đã làm rồi. Đây không phải Cao Lan mà đây là Song Hỷ của chị đó. Song Hỷ của chị à? Không, em không làm đâu, em không làm đâu chị à. Cũng khuôn mặt này, cũng dốc dáng này, những kỷ niệm trong ngày tuyển phu làm sao em quên cho được hả? Tuyển phu à? Quý anh à. Song Hỷ, như vậy là chàng đã có vợ rồi. Không, chàng gả thiếp. Anh Mai Phan. Hả? Cầu làm chàng. Quý anh, chàng làm vậy con có được không? Tôi Song Hỷ, tại sao chàng gả thiếp? Quý anh à, anh Cầu làm. Tôi Cầu làm. Quý anh. Song Hỷ. Cầu làm. Trời ơi, buông ra đi. Tôi không phải là của người nào hết á. Song Hỷ. Không không, anh là của em. Anh là của em mà. Không, chàng gả thiếp à. Quý anh, anh không có gà kem mà. Quê anh, quê anh. Cao Lan, tôi không có năng nghĩ gì hết đó. Tôi không có tình đâu. Quê anh, nghe lời anh nói đây nè. Tôi không có tình đâu, mai mà tôi biết sớm đó. Quê anh, quan tình này khó giải. Nàng không tin thì anh thề cho mà coi. Thề hả? Thề đi, coi chừng anh mất mạng đó. Anh căm cắn, anh chẳng sợ gì. Nếu quả thật anh là kẻ bưởi bồng phản bội thì anh xin thề thiên lôi đánh anh đa tan xác á. Thề gì mà thề dữ vậy? Em sao? Tin không? Tin thì tin, nhưng mà còn tức tức trong bụng nè. Thôi mà, đừng tức nữa mà. Anh thề thiệt đó, anh thương em, không bao giờ anh bội phản em mà. À, Song Hỷ ơi, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em mới vừa nghe Trường An mở hội để chọn bậc hiền tài, ai đáng tài trai sẽ lên kinh ứng thí đó. Hả? Sắp đến ngày khoa cử rồi à? Dạ. Sao nhanh vậy? Song Hỷ nè, nói không phải nịnh chàng đó nha. Với tài trí của chàng, nếu ra kinh ứng thí thì nhất định chàng sẽ chiếm được khôi nguyên. Quê anh. Dạ. Anh miệt mài bút nghiêng từ thuở nhỏ, mong một ngày làm rạng rỡ tâm môn. Vậy mà bây giờ coi kìa, Song Hỷ, sao mặt chàng buồn thiêu vậy? Vậy mà bây giờ công trình hoài bão của anh chỉ là một giọt sương trên lá. Ý chàng muốn nói là? Anh muốn nói thân thì bị giam cầm, gia đình lý tán, không nơi nương tựa, bạc tiền thì đã sạch. Lỡ một khoa thi, biết đến bao giờ công danh mới thành đạt. Song Hỷ ơi, không có sao đâu. Bây giờ chàng ngồi
đây, chờ em một chút xíu xìu xìu thôi, cái em ra liền nha. Mà quên nữa, nhưng mà trước khi em đi, em không có muốn chàng nghĩ vớ vẩn rồi chàng buồn đâu. Vui lên đi. Ngồi đây chờ em nha. Em đi nha. Song Hỷ, chàng hãy nhìn xem, em đã sắp sẵn hết cho chàng rồi. Đây là hành trang và một số bạc mọn đó. Quê anh, sao em làm như vậy? Lỡ cha biết được thì sao? Anh không nhận đâu mà, anh còn đôi bàn tay, anh sẽ làm nên tất cả. Anh Song Hỷ. Chàng đừng có ngại mà, hãy nhận đi, để còn kịp lên đường ứng thí đó. Nhận đi mà. Quê anh, tâm lòng của em thật là cao cả, biết đến chừng nào anh mới đáp tạ được thăm mân đây. Tận tay chàng thương em xin chàng nhận dáng, bao năm kinh luân ngôn nhân từng thi khi qua trường, vòng làm lưu phí lúc đăng trình, nghe qua suốt đồng bàn quang khen ai tâm tùng vàng toàn. Chỉ thương cho riêng nàng, khép tim yêu đời chờ, năm tháng nhớ nhung mong chờ. Lòng phân hai suốt một năm dài, một ly thu cánh nhớ chàng, đã yêu xin vẹn lời thề, bão giông không làm mềm lòng. Nếu thương em xin chàng bằng sơn kia tên đề nữ xuất sinh. Chàng loài tà tâm, bài trò chi buồm ma ông, sao người dám khinh lần ta giao hiềm, lặng lờ trai tơ trào hòa tình, vượt tường lệ giao giang phòng, mi phải chết không? Cha ơi, con xin cha hãy dừng tay kiếm để cho con được càng thêm phần trần. Cứ sợ gây nên nào phải nơi chàng, xin cha đừng xuống tay giết chết người quan buồn, chàng đâu có lòng dạ nào tính chuyện là vô chính con đi, vì lòng thương người hiền lương nhân hầu nên con mới trộm lệnh của cha, thu xếp hành trang để cho chàng lên đường ứng thi. Quý
đã từng dạy con, thù nhà chưa trả, thù nhà không, không thể nào tính đến chuyện nợ. Nhưng thưa cha, hãy buông tay, buông tay cho ta giết nó. Không, trời mọi việc tại sao đều do con, tất cả con đã thường lệnh cha mà hồi em từng cha. Con đã cam cảnh gian nan mà giúp đỡ chưa chàng, tội ấy con xin thành tâm nhận lỗi, con xin chịu mọi hình phạt của cha. Dẫu con đây có phải thịt nát xương tan, cũng xin cha hãy mở lòng trời biên, và cha độ lượng khoan dung tha cho kẻ sĩ đang gặp lúc nguy nan. Chơi chàng đáng trong hồi bị cực, nhưng chàng lại là người bền gan dừng chi. Con giang lại cha cho chàng xuống núi, để hầu kỳ kỳ qua cứ chung thương an. Xuống núi à? Dạ, thưa đại vương, xin người hãy cảm thông cho một kẻ còn lũ lạc tha phương, bị kẻ gian tìm hại, nên quyết xuống kinh thành ứng thí chim bản vàng mà giải oan cho dòng họ. Thôi, đừng xin xỏ nhiều lời. Cha, mi đã dụ dỗ con gái của ta, lại còn đòi xuống núi để ứng thí. À, hay chính mi là quân võ thám của triều đình? Không phải đâu cha. Mi phải chết. Không, cha. Buông tay ta ra. Con không buông. Buông ra. Con sao mày chạy chạy đi? Buông ra. Con buông. Cho mày chết. Thay đồ chứ sao? Nàng là ai vậy? Hỏi thiệt hả? Ừ. Trời đất ơi, không lẽ tôi chạy nãy giờ tôi thay đổi sắc diện sao trời? Chàng ơi, đợi em chút xíu nha, em xuống suối đã. À, em nhìn kỹ rồi, em vẫn bình thường mà. Phải, nàng đẹp lắm. Sao chàng nhìn em ngớ người ra vậy? Em là Trương với anh vợ của chàng đây mà. Xin lỗi, tôi không hề quen nàng. Mới tương kiến, sao vội nói lời chồng chồng vợ vợ. Thôi thôi, gấp lắm rồi, chàng không có được đùa nha. Thân phụ bắt kịp thì chàng không toàn tánh mạng đó. Trời ơi, đúng là suối tận mạng mà. Trộn tranh đến đây lại gặp phải cái bà khùng. Kìa, sao chàng ăn nói hoàng xiên? Thiếp đây mà, thiếp là Trương với anh đây. Bộ chàng quên lời đính ước rồi sao? Đính ước à? Ừ. Thôi đi, đồ điên. Hả? Thân nữ nhi sao lại đặt điều sao vậy?
ai đến nước với nàng? Thì chàng chứ ai. Xin nàng chớ có đùa với ai. Vợ tương lai của ta là Hầu Nguyệt Ánh. Hả? Hầu Nguyệt Ánh à? Phải. Hầu muội gọi Cao Lan. Cao Lan. Vậy chàng họ Cao à? Phải. Ta là họ Cao đây. Thôi đúng rồi. Tên mới phải. Mới đúng là Phương Giống Ân. Vô tình bao nghĩa. Mới đây tại sân trại Thi Bình. Ai đã cùng ta hẹn lời vàng đá? Hẹn thề. Ta hẹn thề gì đâu. Sao mi? Sao mi vội quên đi những gì mình đã nói? Nào chuyện ứng thi Hoa Kỳ, nào chuyện không tiền lô phi. Thôi đi, nàng đừng nói hoàng xiên. Ta đã hết dạ hy sinh, ta đã lo liệu cho mi chi tình. Trời ơi, vậy mà đến giờ phút này ta mới hiểu được bộ mặt thật của nhà ngươi. Giữa đường mang ách vào lưng, tại sao lại có chuyện lạ kỳ? Thật tình ta chẳng hiểu chuyện chi. Đúng là điên thật mà. Đứng lại. Điên. Ta điên à. Phải, người nói đúng, ta điên. Cha ta từng dạy ta, mà ta lại chẳng nghe người. Ta mới điên không tin vào những lời thề thốt của ngươi. Những người đừng cười vội. Hỡi kẻ bạc tình, đến giờ thì ta chẳng còn luyến tiếc làm gì nữa. Nhưng người hãy chống mắt chờ xem, Trương Quý Anh này sẽ quyết trả thù tên mới phán. Chờ đó. Trả thù. Lâu lên. Bấy đâu hãy bắt được cái tên vô lại cho ta. Kìa, hồn kiếm vì chạy đằng trời cũng không thoát khỏi được tay ta. Mau đi bắt đối rồi lại. Đúng là xui tận mạng, vừa thoát khỏi con điên, giờ lại gặp tên mất trí. Phải, ta mất trí nên ta mới chứa chấp ngươi, để rồi ngươi dụ dỗ con gái của ta. Không. Đứng trượng phu, đầu đối trời, chân đạp đất. Ta không bao giờ làm chuyện xăm bấy. Ta biết, ta biết ngươi cốt giả dại giả khờ để đánh lừa tất cả. Lâu la à. Vậy bắt nó cho ta à. Ha, ha. Dừng đây. Bây đâu dùng dây thảo lông trói nó cho ta. Trẫm miễn lễ. Các khanh khá bình thân. Chúng thần đội đức hồng ân. Thưa
Này thượng thơ, dạ, khanh ngồi giám khảo trường thi, sĩ tử thế nào, khanh kha mau trình tấu. Muôn tâu nhờ hồng ấn của hoàng thượng, thần chấm được nhị sĩ hiện tài, quả đang bật râu mài. Một văn, một võ đang được phong tân quan trạng. Hay, hay. Văn tự sống hỉ như rồng bay phụng múa, trường anh quế bút pháp như nhã ngọc phun châu. Còn về võ học, muôn tâu chưa được ba hồi trọng, các sĩ tử bốn phương đều sợi thương bái phục. Quả đáng khen tuổi trẻ tài cao, nay trẫm phán lệnh giữa triều đình, bàn áo mão nhị tân quan trạng nhập trào bệ kiên. Ngọ môn quan, dạ, xuống lệnh cho nhị tân quan nhập trào bệ kiến. Dạ, điện vàng trọng kính, đầu bái tạ thiên nhân, chúc thọ tỷ năm sang, cầu phước dư trường trường thọ. Quả nhân miễn lễ, nhị hiền khanh kha bình thân, đội ơn bệ hạ. Sông hỷ, dạ, chức văn trạng sắc phong, tên vàng đề bản hộ, dạ, đội ơn bệ hạ, vạn tạ hồng ân. Trường Anh Quế, dạ, trẫm khen khanh tuổi trẻ tài cao, đáng bậc anh hào, chức võ trạng giữa triều sắc phong, họ Trương lạnh lấy. Vạn tạ hồng ân, thanh hoàng vạn vạn tuế, võ trạng, võ trạng. Nay trẫm xuống lệnh, các khanh được cùng trẫm chung vui, mừng nghiệp đế có hiền tài ra giúp nước. Thị nữ Cúc Tố, muôn tâu quan trọng trấn cho người về cấp báo, núi đào hoa toàn dĩ động binh đao, ba trăng hoa bà tỉnh xôn xao, xin bệ hạ cho người tài ra dẹp loạn. Giữa triều đình ai dám thân chinh, lệnh ẩn sói ra trừ thảo khâu. Có thần thí mạng thí ân bao bổ, xuất trận tiền dẹp loạn đào đào quá. Đang khen thay khanh vì quả nhân gỡ rối sơn à. Thượng ân soi kim thượng phương khanh toàn quyền quyết định. Dạ, đối ân bệ hạ. Hai giam, dạ, truyền bàn ân soi và kim thượng phương. Muôn tâu trước giờ lãnh ứng quy nhung, mong bệ hạ cho thần được xin hai điều kiện. Phạm thượng, lọc nước vua ban, minh đang xin giáp, ơn vua chưa đáp, sao dám dỗ trèo cao. Này ông, xin ông bước dẫn lại nào, cần nghe cho rõ, công hay là tự mới lưỡng tội chứ. Dạ bẩm ngài, điều kiện tôi đưa ra là yên nước lợi nhà, chứ đâu phải dục lợi riêng tư mà ngài phòng sợ. Nếu là công, trẫm sẽ chuẩn tấu
Trẫm cho phép giữa triều đình khanh vọng tâu. Muốn tâu, muốn dẹp loạn đảo đào qua, xin cho hạ thần được chiêu an đại vương Trương Hiển núi Chí Bình về làm dây cánh. Cha cha, đã lệnh phản loạn, cùng giặc cướp tư thông, quân trội đầu giữa bể rồng, đem ra pháp trường hành quyết. Khoan đã, dạ xin phép bệ hạ. Trẫm nhậm tấu. Thưa ngài, xin phép ngài cho tôi được hỏi, vậy chứ chẳng hay tước phẩm triều đình là chi, xin cho biết để tiễn bề chào hỏi. Ngài muốn biết à? Dân được, ngồi dưới chỉ có một người, ngồi trên trăm họ. Nói vậy ngài đây có phải là họ Lương hay không? Phải, Lương thừa tướng là ta. Dạ, hậu xin kính bái Lương thừa tướng. Miễn lễ. Thưa ngài, xin phép ngài cho tôi được biết, vậy chứ mưa từ đâu mưa tới? Ngài hỏi hơi lạ. Mưa thì từ trên trời mưa xuống. Vậy à? Vậy mà tôi cứ ngỡ là mưa từ dưới đất mưa lên. Ngài nên nhớ cho, đạo gia đình con phải nể cha, đạo quốc gia làm tôi sao ngài dám qua mặt chúa. Hả? Ngài buộc tội ta chăng? Tôi nào dám buộc tội chứ ngài. Nhưng ngài nên nhớ cho, trời không xanh hai mặt. Hả? Đất không trổ hai vua. Nếu võ trạng đây có ý muốn cợt đùa thì người truyền sự chém phải là quan thượng. Chứ còn nếu ngài muốn buộc tội người ta cũng phải chờ đến cửa công của tư pháp mà đem về đây luận tội chứ ngài. Thôi thôi, các khách đừng tranh cãi. Trẫm muốn biết thêm về vụ chiêu an, vậy Trương Anh Quế khá mau tâu lại. Muốn tâu bệ hạ. Điều cấm kỵ trong binh pháp mà lòng địch muôn tiên sâu, đường rút về nên cẩn thận nhiều bề, làm tướng mà khinh thường là tự sát, nuôi chi bình nếu chẳng chiêu giặc lưỡng đò thỏa định, trong ngoài chẳng tiếp nhau, binh tướng nàng lòng và không đánh cùng thua, đây lòng thành mong chưa thường nhân tâu. Muốn tâu bệ hạ có câu, dụng nhân như dụng mộc, cầu sĩ mát cầu tài, xin thánh hoàng ban sắc chỉ tha tôi chết. Truyền lệnh hiệp binh đánh giặc lập công, quả binh pháp chẳng kém tôn võ tử, mưu sắp bài nào khác Trương Lương. Trẫm chấp nhận. Còn điều kiện thứ hai, xin cho hạ thần được chọn tiên phương giữa triều đang. Thần muốn chọn ai? Dạ thần xin được chọn Quan Văn Trạng làm tiên phương dẹp loạn. Dạ dạ, muôn tâu bệ hạ.
mấy lời xoay phân qua, gặm thật là vô biên. Thần giống môn văn học, môn võ lại kém người. Bởi nguyên soi người vừa tiên cử, hiền khanh hỏi cho tường. Đội ơn bệ hạ. Thưa ngài võ trạng, xin phép ngài cho tôi được hỏi. Có tôi. Vậy chứ chẳng hay, tôi là kẻ văn nhân, sao ngài lại bắt tôi lãnh nấn tiên phong trừ giặc loạn? Ý ngài muốn nói? Tôi muốn nói, tôi là kẻ văn nhân, mà ngài lại bắt tôi lên ngựa cầm thương xông ra trận mạc. Mới xuất trận thì hồn tôi đã lìa khỏi xác. Ngài hại tôi là đủ rồi, đằng này ngài làm như vậy là ngài hại luôn cả muôn binh. Thử hỏi, tính toán như vậy không phải là có ý tiểu tâm chứ còn gì? Tiểu tâm mà. Ai mới là kẻ tiểu tâm chứ? Không phải là tiểu tâm thì là ác độc. Dạ, mạn phép bệ hạ. Trẫm nhậm tấu. Thưa ngài văn trạng, ngài nói ra sao quá nực cười. Không lẽ văn chỉ biết ngồi nhà hưởng lợi, đến giờ này mà ngài còn nhắm mắt, chẳng luận cổ xoay kim những tiền nhân đi trước. Tôi hỏi ngài, vậy chứ Dư Nhượng có phải là văn không? Người còn dám liều chết để đền ơn cho Tấn Dương Trí Bá. Còn nữa, Lãng Tương Như có phải là văn không? Một người một ngựa, đôi tay không tức thép, dám đứng trên đất Tần, dùng miệng lưỡi làm cho chúa tôi nhà Tần đều vỡ mất. Nói là nói vậy thôi, chứ đi hay không, đó là quyền của ngài. Ngài và tâu bệ hạ, lời võ trạng phân qua hữu lý, để tránh cảnh lầm than nên sai văn trạng sang đáo đào hoa để làm du thuyết. Lương thừa tướng. Thôi thôi, tôi hiểu rồi. Văn của ngài có phải là để thơ lơ đề thơ, gặp cơ hội đem ra để nhả lời ông bướm? Nguyên soái. Xin ngài chớ quá nặng lời, ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục. Bệ hạ ơi, ân vua lòng nước giải mang thần nguyện xả thân để đáp đền ơn quân. Để cho ai kia không kinh mạc là hãng hàng thần lơ lao, mặc cho nước non ngựa nghiêng trong cơn sóng buồn theo thuyền. Dù cho mưa to gió lớn, thần vẫn quyết tâm giữ vững tay chèo. Hỡi ông tướng soái của tôi ơi, hãy dẫn tay lên đi mà nghe cho rõ. Sống ở tháp về có câu, xin ký tử quy. Không phải tôi tiếc gì mạng sống của tôi, mà tôi tiếc cho ai kia, ai kia không giữ tròn được lời vàng ta. Người làm tướng phải cân phân lợi hại, chớ quá dùng về khi cầm cờ lệnh trong tay. Muôn tâu bệ hạ. Ý của khanh như thế nào? Thần xin nguyện lạnh nấn tiên phuông trừ giặc loạn. Hay, hay lắm. Ha 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 ha.
ơn vua lọc nước dài mang, xả thân vì nước sống chết đâu màng, văn trạng hết lòng lãnh ấn tiên à phuông. Này hiền khách, dạ trăm truyền ban hai vạn quân binh nhập gió trường thao luyện. Dạ đội ơn bệ hạ, ta bái chào anh thương hồi cung. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Cầm đi. Hoài à, bớt chút đỡ đần cho hai con được miếng cầm hơi. Thôi mày cầm, tao tát tay bây giờ. Tay lại hả? Tao nói xin cho. Cầu xin. Người ban cho một chút lòng nhân, mà đôi thương đến thân xác tật nguyền, xóa chở đầu đường, chân cầu gốc miêu. Bây giờ chạy lại rồi, bây giờ lên, đây cầm nó hoài à, chạy lại chạy lại chạy lại. Tao nói mày không nghe, tao táo bật tay bây giờ đó. Dạ hả? Nên chưa? Lên! Lên! Bà chạy! Nè, hai anh kia đứng lại. Đừng đi vào lối mòn đó, coi chừng sập bẫy rồi nha. Nè, sao hai anh đi ăn xin gì mà xa quá vậy? Bà chạy chạy. Ông muốn hỏi cây bà chạy không? Thì mình nên. Cho coi. Anh ơi, anh đó muốn nói gì vậy? Dạ, ông muốn hỏi cậu đường dưới núi còn xa không cậu? Chạy. Cũng không xa lắm đâu. Nhưng mà hai ông đến đó để làm cái gì? Đó là vùng cấm của quân phiên. Mà thôi, tôi cho chút bạc nhỏ đưa nhau về đi. Nguy hiểm lắm, đi đi. Dạ, dạ đòi ăn không? Ê, lấy tiền chạy. Ê, chạy. Này ai quên, chết mẹ rồi. Muốn chết khai mau. Tại sao giải vạn cái hành khất để đi dò thám? Hả? Nói. Này em, em hai đứa con. Nhà cưới đầu xin tư tha, đừng xuống tay mà đứt con đau ngắm em.
em phải đâu quân ta ngang, mà em trốn mang bậc nguyện bẩm sinh, đại huynh có tương ra ân cầm lòng tha cho, để em ngất ngây thân thàn tim nhường hồi hương. Im đi! Dạ. Đừng léo mép. Mi có phải là quân do thám của triều đình không? Hả? Khai cho thật. Nói! Không phải đâu. Nín! Giận mặt đi ta đâu hả? Sao câm nãy giờ mới nói? Dạ, không phải câm đâu. Em làm thinh tại ngọng mà nói ra mắc cỡ quá. Vậy là khinh ta không đáng mở miệng hả? Khai cho mau. Ai sai mi lên đây? Nói, không nói ta cho mi gặp ông cha của mi. Nói! Dạ, quan. Anh ơi, em không có rảnh đâu anh ơi. Chừng nào rảnh nữa em mới về em thăm cha em. Chứ để em nói cho anh nghe. Đại huynh ơi, muốn gặp cha em đâu phải là chuyện về. Năm bảy ngày đường bồ lê bồ lết mới về đến gia trang kính cổng cao tường. À, vậy ra mi là dòng dõi quan huyền à. Hãy buông tay em ra, em sẽ hậu tạ chút bả tiền. À, mặt nạ của mi ta đã lột rồi. Dạ, khỏi lột, dạ em xin khai thật. Em có tiền đại huynh khỏi chấn lột em. Em chỉ xin đại huynh chừa lại cho một vật nhỏ thôi. Giờ đây nữa. Đó, gửi hết. Áo quần trao với đại huynh, còn đây dùng cắm kinh trường cho em. Này nè em cởi ra đây. Hả? Quần này, quần đây. Đây. Quần nè. Dạ thôi từ này không được. Thôi. Dạ kỳ lắm. Dạ. Hả? Nhột. Nhột. Dạ thôi. Đầu một đâu? Bắt hai tên này cho ta. Trời ơi, bị bắt nữa. Ôi da, đau. À, đích thị cha con tinh gian thần à. Đem đi. Trời là trời. Mới là ông ơi. Nín mày. Sao cha không đi mà giấu cho con rồi này ta. Nín mày, một mình tao không? Dạ, bẩm nguyên soái. Chuyện gì? Thế giặc mạnh chẳng khác như trẻ tre, quân ta đành thất thủ. Hả? Còn tiên phu đâu? Dạ bẩm, đã bị giặc bắt sanh cầm. Trời, ta đã hại chàng rồi. Giật yểm trợ trung quân, dùng nghi binh bảo vệ trại trung, để bổn soái tiền quân dẹp loạn. Tiền quân bổn soái dẹp loạn thần, nhi nữ báo phụ thù à. Soái bất tài mới sai văn biện ra chết thê, đừng tự cao, hãy cùng bổn soái tranh tài.
tên Trường Khâu nhân trí quy hàng. Bằng ta đây dù sức e đó có toàn thân, là phận gái chưa để cười chê, nghề lục lắm xấu tâm đời về sao. Lời gian báo ác y thế cây quyền, người trung can đều khác bước khi tấu trời xanh. Thề môi gian ở rú gian thần, nụ cười trên môi mắt không còn lệ rơi. Khen cho nàng những vàng đựng thương, sức ngang tài trai nữ lưu quay hùng. Chúng ta tạm lui quân, sẽ tái đấu hẹn kỳ trong tam nhật. Được, ta đồng ý. Lâu la dạ. Chư tướng dạ. Giống chiên hồi trái. Do trời đành xe lơi mối duyên ân tình, thương hiền thề đưa em ngồi trong chờ tình, còn thân ta giàu dãi nắng mưa phong trần, tìm hai em bước chân trên đường phiêu lãng, dòng lệ rơi khóc thương cho thắm tình. Ta nào hơn nhạc lang kiêu xuống từng cơn, mẫu thân ơi soi thấu cho tâm lòng. Kìa, xin đại ca chớ quá buồn lòng, nỗi đau khổ sẽ ngậm mồm xác thể. Xin đại ca chớ nên câu nệ, đại trượng phu nên ẩn nhẫn chờ thời. Cảm ơn công tử cùng đại lão gia, nhờ nhi vị từ tâm nên huynh muội giờ nãy mới tương hội. Kìa, Hiền muội. Dạ. Em làm gì thế? Trước mặt công tử sao không thủ lễ? Dạ. Dạ, lỗi này không phải do tiểu thơ mà là do lỗi tiểu đệ. Kìa công tử, công tử giống thật người ơn nào đâu có lỗi. Nếu không nhờ công tử thì việc hiểu lầm Cao Khánh Ngọc đâu được giảng bài. Dạ, thật sự là em có lỗi. Lỗi của em và lỗi của... Nói đi. Nói đi. Nói đi. Dạ. Ngọc. Dạ. Chuyện dạ. gì vậy? À, dạ, công tử là lỗi hổng... Lỗi gì? Hổng dám nói. Lỗi hổng dám nói là sao? Hai trẻ làm sao dám nói? Nếu có thể, chùm lão phu mạng phép trình bày. Dạ, cháu đâu dám, xin bá bá dạy cho. Công tử, kể từ khi cách tổ ly tông, bởi gian tặc gia đình đành tan nát. Dìu dắt em thơ tôi ngủ ở núi Chí Bình, vì tơ hồng ràng buộc đường duyên, khiến hai họ sau trước cũng một nhà. Trường Quý Anh cùng họ Cao đẹp và còn Khánh Ngọc lại vừa ý ngân bình. Nếu cháu không kể ba ba sẽ thuận tình, chờ đợi ngày lành hai họ kết thông gia. Dạ dạ, lão bá dạy quá lời. Ơn cứu tử sánh bằng trời biển, dù tan xác vẫn chưa đáp được thâm ân.
quyền huynh thế phụ cháu đã nhận lời, chỉ còn chờ ngày đền tội của Lũ Giang. Cả nhà họ Lương đã đến ngày tàn, khiêng lương vô tài thân bị cầm giam. Sao Lương vô tài đã bị bắt rồi à? Phải, Lương vô tài đã bị bắt. Nhờ thế mà lão phu mới biết rõ nỗi tình. Trăm họ dân lành sắp phải điêu linh, nếu không chẳng đứng được bức hàng thơ của giặc. Hàng giặc à? Đúng, nó cho Lương vô tài sang qua phiên quốc. Dưng hàng thơ đất nước chia hai, trời còn thương dân nên mới an bài. Khiên con lão chẳng bước tiến quân phường mang rợ. Dạ thưa ba bá, hắn hiện giờ đang nằm trong củi sắt. Cháu an tâm, bà ba không để mất con mồi to đâu. Còn việc này rất nên quan trọng. Quân triều đình đã tự chiếm với đảo Đào Hoa, trước sau gì cũng dẹp loạn núi Chí Bình. Con xin cha nên cẩn tâm phòng bị. Dạ dạ. Bẩm đại vương, có sứ quan của triều đình mang mật thơ nguyên soái xin vào diện kiến. Sứ quan của triều đình, mật thơ của triều đình. Lẽ nào sứ quan dám đặt chân đến núi Chí Bình, chẳng nể kiêng lão gia Trương Hiển? Thôi được, mời sứ quan vào. Dạ, thần là sứ giả của triều đình, mang mật thơ của Trương Nguyên Nhung đến đây trình đại vương tượng lắm. Này sứ quan, bao ngày kiên gan mai danh ẩn tích, luyện rèn quân cơ kiếm cung tinh tường, nơi chốn sơn lâm quái hùng, ta nào mang chi đến công danh với bao lời quyền hà. Nung rèn ý chí hàng mong đức trên cô cùng, biết đâu tà gian thấy đâu tùng thần. Ta khen đó đang bực trường phu, thông tin sơn lâm rèn ba quân, chỉ kỹ lương đã thấu tới sân rộng. Nay tới hồi mình đây đã thông tường hạ. Đây mật thơ xem qua thì ngài sẽ rõ. Ngân Bình, tiếp thơ và mời sứ giả ăn tọa đi cô. Tuân lệnh. Mời ngồi. Kính gửi đại vương Trương Hiển núi Chí Bình. Hả? Bức tích này dường như là của con Trương Quế Anh. Đúng rồi cha ơi. Xem tiếp đi đọc. Cha, con Trương Quế Anh cúi đầu thọ tội, trộm lệnh cha cải Nam Trang xuống kinh để ứng thí, được triều đình phong chức trạng nguyên, bàn ẩn soi Vi Nhung, đem quân trừ Thảo Khấu. Con liều chết giữa ngai rồng giọng tấu, núi Chí Bình xin được chiêu an, tránh được thế lưỡng đầu thọ địch. Triều đình chấp thuận tha tội toàn gia, hiệp binh dẹp giặc cứu Sơn Hà, nhà Trương Hiển đói công chuộc tội. Thư chẳng hết lời, Quế Anh kính bái. Ôi Trương Quế Anh làm đẹp mặt mẹ cha, lão phụ rất hạnh diện có được đứa con như nó. Nhưng mà hơi lạ, trong thơ thì không nói rõ, không ngày không giờ, làm sao lão phụ giáp mặt cùng lại với Viên Nhung? Bẩm đại vương, nguyên soái đã có mặt từ lâu, đại vương không tiếp mà cũng chẳng mời trà và rượu, thiệt là vô lễ hết sức à. Im!
Tình sư quan vô lễ, dám phạm thượng với đại vương. Hiền huynh muội đi mà. À, trời, trời, quý anh em của con, quý anh em, quý anh à. Hiền huynh, thưa cha. Dạ, con là Trương Quế Anh, đứa con bất hiếu, cúi đầu mong xin cha tha thứ tội. Đừng lên đi con. Con đã làm quan rồi mà con còn trở về đây con gạt cha phải không? Dạ thưa cha, con giả dạng sứ quan mang thơ trình thân phụ, trước về thăm cha, sau nữa để tránh lời dị nghị của tướng sĩ Ba Quân. Hay quá. Này, việc quân cơ thắng bại thế nào con nói cho cha được biết rồi. Thưa cha, Đào Hoa Đảo đúng là nữ kiệt, mới trận đầu mà nàng đã bắt được tiên phương. Song hỷ giờ sống chết vẫn chưa tường, con đã đương cự nhưng bất phân thắng bại. Thế giặc mạnh triều đình muốn cầu viện, nhưng đường xá chậm trễ khó tiếp quân, chỉ còn một cách, cúi đầu mong phụ thân tiếp sức. Kính chào nguyên soái. Ơ kìa, Song Hỷ. Song Hỷ, nghe không tin là chàng bị bắt, sao bây giờ chàng được thả về đây? Tôi... Vâng, thiếp biết. Tiểu thơ biết rồi à? Song Hỷ, chàng hãy nặng lời nguyền rủa em đi, vì lòng quá ích kỷ ghen hờn nên em mới đưa chàng lần vào chỗ chết. Quê anh con, cha ơi lỗi của con. Đây là công tử Cao Khanh Võ, người anh song sinh của vị công tử Cao Khanh Văn. Chắc con đã nhìn lầm, như cha và anh con nhìn lầm độ nọ. Hiền muội à, ngày ấy sau khi hiền muội rời khỏi sơn môn, lên đường tìm Văn công tử, cha và anh đuổi theo bé con. Cha mới băng rừng lướt bụi đến lộ cái quan, chợt thấy gió công tử rõ ràng. Cha không phân biệt được anh hay là em, truyền lâu la lập tức phú gì. Nhưng mọi người ai nấy đều kinh ngạc, tự hỏi sao chàng lại biết mua gừng. Cha dùng trận thảo long mới bắt được, đem về tướng quân võ thám truyền khai đao. Em mới liệu chết nói cho lão gia Thường Khanh rằng Khanh Võ là Song Sinh. Dạ, tên Song Hỷ chỉ là tên giả mạo để qua mắt kẻ gian, chứ sự thật anh là Cao Khánh Văn, còn em là Cao Khánh Ngọc, và đại huynh là Cao Khánh Võ. Cao huynh, lúc trước em lòng xin Cao huynh thứ lỗi. Ta nhớ ra rồi. Tiểu thơ còn nhớ cái ngày mà tiểu thơ gặp tôi và cho tôi là thảo nào. Cao huynh ơi, em đã lầm lẫn vô cùng tai hại. Tiểu thơ, vậy chẳng hay tiểu thơ đã gặp được bào đệ Khánh Văn chưa? Có, em đã gặp chàng tại giữa trường thi. Với tài cao học rộng, chàng đã thi đỗ trạng. Rồi sau đó, Thanh Hoàng ban ứng xoáy, em lại báo tố cho chàng cùng dẹp loạn đảo đầu quá. Trời ơi, nhưng Khánh Văn là kẻ nho sinh, đâu biết chi là nghiệp võ đâu con. Nhưng con biết, cha ơi, nhưng chỉ vì con quá hờn ghen, tưởng lầm chàng đêm dạ bạc đen. Học đòi họ sơ, sớm mừng tối đào làm con phải khổ đau, bởi vì lầm tưởng nhau. Chàng cùng Nguyệt Anh nên duyên dòng vợ, rồi gặp con nên vợ nên chồng. Bởi thế con trẻ ước lòng quyết đài đoạt, chàng chưa đến phút tàn ơi, khi cờ lĩnh ở trong tay. Thất nữa đi con, cho chồng con sớm kịp vào trời. Trời ơi, em của tôi có tội tình gì? Chuyện lỡ rồi anh hai thứ tội, chỉ Quế Anh đã biết lỗi ăn năn. Thật là con quá hồ đồ.
bản thân mang ấn soái lại vì chút thù riêng mà làm cho thất trận hao binh tổn tướng. Thưa cha, con nhận lỗi. Em có biết nữ tướng Đạo Đào Hoa là ai không? Dạ không, em không biết. Từ ngày nó thất tình rồi thua buồn lên chiếm cứ ở đảo Đào Hoa, Lâu La mật báo cho biết nó là Hầu Nguyệt Ánh đó. Hả? Hầu Nguyệt Ánh? Hầu Nguyệt Ánh, vợ tôi à? Trời ơi, Hầu Muội gặp Song Hỷ, lầm nữa rồi. Cha ơi, cha có cách nào không cha? Dạ, thưa tiểu thư. Mà không, bẩm nguyên soái, nếu nguyên soái chẳng chê tôi có thể hợp sức cùng nguyên soái. Cao huynh, anh có ý nào hay? Nếu nguyên soái tin tưởng, tôi xin được đóng vai trò sứ giả. Sứ giả à? Để chiêu hàng Hầu Nguyệt Ánh. À, hay, hay lắm. Còn đây, đây là điều quan trọng. Lão phu xin trình lên nguyên soái bức thơ hàng giặc của Lương thừa tướng sai con là Lương Vô Tài mang sang phiên quốc trình Nguyên Dung định liệu. Dạ, xin phép cha. Hả? Thật là quá lắm. Lâu La. Dạ. Tướng bốc mực. Trưởng huynh, phiền trưởng huynh giúp muội một tay. Đây là bức thơ thú tội. Vì dẫn kẻ gian nên muội mới quán nữ di nam, chờ cơ hội bắt lũ gian đền tội. Còn đây, đây là bức hàng thơ của Lương thừa tướng, cung lĩnh tiễn, truyền giải Lương Vô Tài trở lại triều ca, bẩm tấu trước bệ rồng, nhờ triều đình phân xử. Lâu La, chọn 50 tên lực lượng giải Lương Vô Tài về triều đổi chức. Còn giờ đây, xin cao huynh hãy ra tay, sang Đào Hoa đạo đóng vai trò sứ giả. Xin tuân lệnh. Đào mang gì sanh tư chi trai cứu nguy sơn hà, liều vào rừng vương giáo hiểm nguy xa chi thân mình. Người hùng trung cắm túi tên vào bia vàng, để miền vui ấm no cho muôn dân. Lòng cầu quyền trương thoát nguy lúc khi đang trình, liều vào rừng vương giáo hiểm nguy chớ nên khinh thường. Dù nặng tình dài mang chứ chúng không hề phai mờ, đêm miên vui ấm no muôn người. Gạt lệ sầu đưa tiếng ngã, em mong trương vinh ngài trung phung. Gạt lệ chia ly khó khăn mà chi, sống chết do trời. Còn nàng là con gái lắng nơ tiếng nhớ kinh thương. Dù hồn lìa thân ta chỉ trai hào hùng xem thường, câu ba xin chúc mai đừng mơ tương. Lòng này còn căm tức bởi ai lối câu đơn thề, cho đời bài ra chi cánh chia ly phân thì. Kia là đò âm dương đón đưa người bạc tình, duyên trăm năm hết nàng tình chi người bội ước, buông tên cho rồi đời. Đây cung thân đang chờ người bàn bước cho rồi. Hỡi kẻ bạc tình, đừng trách ta độc ác. Sang bên kia thế giới dòng
phương ta tâm. Hiền thế ơi, cầu thầy hãy sơn minh anh giữ mãi nào quên, sao nàng dội buông tên cắt đứt đi tình huynh nghĩa đây. Xin đừng để tình đôi ta như nước đôi dòng là gặp gỡ nhau đây rồi chia tay mỗi đứa một phương trời. Kẻ khóc người ở gần trăng, người nhỏ lệ suốt đêm dài. Bởi lương thế trung tạo ra trò đời dấu bể, để nhạc lạc bày cất tiếng gọi bạn giữa màn đêm. Hầu Nguyệt Ánh, anh là Cao Khánh Võ đây. Rồi Cao Lang. Phải. Nguyệt Ánh. Cao Lang. Gặp nhau đây như trời hạng mới sang đông, mưa chưa kịp thấm vào lòng sa mạc. Sao em còn đứng đó nở ngăn rào đón ngõ, hãy đến bên anh cho qua lá reo cười. Nguyệt Ánh, ta nào ngờ lại được gặp nàng. Cao Lang. Đại huynh ơi, đại huynh cứu em. Chết em rồi đại huynh ơi. Hiền Thê, mau thả chú ba xuống. Lâu La. Dạ. Hãy mở trói cho Hiền đệ. Trời ơi, chết em rồi đại huynh ơi. Hiền đệ, mau ra mắt tẩu tẩu. Hả? Tẩu tẩu em hả? À, dạ, dạ. Em Cao Khánh Văn xin ra mắt tẩu tẩu. Chú ba đó hả? Xin chú ba hãy bỏ lỗi cho chị nha. Dạ. Việc qua rồi tẩu tẩu chớ bận tâm, không gì vui bằng ngài huynh đệ sum vầy, tình phu thê đoàn tụ. À. Cao Lang, chẳng hay nhờ đâu chàng lại biết thiếp ở đây? Bởi nguyên soái thấy nàng tài ba lỗi lạc nên có dạ mến yêu, chẳng muốn tiếp tục giao tranh, sợ sanh linh sống trong cảnh lầm than và thiệt hại cho cả đôi bên, nên mới nhờ anh làm sứ giả sang đây cùng nàng thương lượng. Nay có chàng sang đây chỉ dạy, thiếp đâu dám chẳng tuân. Vậy nàng mau giải tán Lâu La, chờ cơ hội bắt cho được họ Lương đền tội. Giải tán Lâu La? Giải tán Lâu La thì biết đến bao giờ mới trả được thù nhà? Không, không. Em yên tâm, ngày ấy chẳng còn xa. Lương Kế Trung và Lương Vô Tài phải đền tội. À, bây giờ em hãy lập tức vào trong thảo ngay hàng thơ để trình lên nguyên soái. Tuân lệnh. Này Hiền đệ. Dạ. Em có biết Trương Nguyên Soái là ai không? Dạ, thì Trương Nguyên Soái là Trương Nguyên Soái chứ còn ai nữa? Không, Trương Nguyên Soái vốn là phần nữ nhi, con của một vị cao quan hồi hưu tên là Trương Hiển, còn nàng tên thật là Trương Quế Anh. Hả? Trương Quế Anh? Trương Quế là Trương Nguyên Soái? Không, em không tin là như vậy. Nếu quả thật là Trương Quế Anh, tại sao nàng lại quá bạc tình, đối mặt giữa triều đình xem em như người xa lạ, rồi nhẫn tâm mượn tay chị mà giết em chồng là sao hả đại huynh? Đệ, đệ hãy bình tĩnh nghe anh nói đây. Anh đã gặp Quế Anh tại chân núi Chí Bình. Quế Anh gặp ta lại tưởng lầm ta là đệ. Lúc đó xin lỗi đệ nha,
anh có hơi nặng lời với nàng, cho nên nàng tưởng lầm em đã phủ tình, nên nàng bực tức cãi Nam Trang lên kinh ứng thí. Lúc đó nàng đổ Trạng Nguyên và bắt em phải là nấn tiên phương trừ giặc loạn. Thì ra là như vậy. Đại ca, đại ca nỡ nhục mạ vợ em nên nàng bực tức đem chồng đi nhận nước mà. Hiền đệ, bây giờ đến phiên em, em hãy xuất trận để tiếp tay cùng với anh chị. Anh nói như vậy nghĩa là sao? Em không hiểu. Hiền đệ, anh muốn nói sẵn đây có dịp mai để cho em ra tay trả đũa. Trả đũa? Trả đũa vợ em à? Phải. Anh nói như vậy là sao? Khánh Văn, đến đây. À, em hiểu rồi. Đại huynh, em bằng lòng. Xin Trương Nguyên Soái hãy cẩn trọng cho. Dạ, xin lỗi cao huynh, muội lại lầm nữa rồi. Thưa cao huynh, muội vừa nhận được bức hàng thơ của Hầu Đại Dương. Chẳng hay Hầu Đại Dương đâu để chị em muội gặp mà hàn huyên tâm sự. Dạ, kinh bẩm Nguyên Soái, Hầu Đại Dương sắp ra, xin Nguyên Soái chờ đợi trong giây lát. Mời, mời Nguyên Soái an tọa. Cao huynh, muội, muội nóng lòng muốn biết chẳng hay cao huynh có gặp được Song Hỷ, à không, Khánh Văn của muội không? Khánh Văn bào đệ. Phải. Muộn rồi. Cao huynh, muộn có nghĩa là sao hả cao huynh? Nghĩa là anh đã về quá trễ, nên Hầu Đại Vương đã thẳng tay trừng trị bào đệ. Đến cuối cùng bào đệ đã như thế nào? Đã chết rồi. Khánh Văn ơi, chàng đã mang vương lìa bố trần gian để em khổ. Trách chi thân vì cao xanh chia đôi ân tình, tớ hồng lìa ta hết mong sương dày, hết mong gã sầu bi thôi buồn mà nhi. Đời còn chi đâu chàng ơi, vì thiết mà chàng mang niềm quốc hận xuống đây mộ sâu chưa tỏ nuối.
giờ đây lòng thiết tái tê đau đớn vô ngần. Trời ơi, tại sao tôi lại đưa một văn nhân vào vòng thiên trần để giờ này chàng phải vấn thân. Thiếp chỉ còn biết lấy cái chết đó để mà đợi ơn tri ngôn. Linh hồn thiếp sẽ theo dấu cao lang, ta tìm gặp nhau thiếp tạ tội cùng chàng. Muội à, huynh khuyên muội đừng nên đau khổ. Giấu cho bào đế chết rồi, nhưng còn con huynh đây. Không, tình yêu đâu chỉ là dốc dáng hình hài, mà phải chung tâm hồn và hiệp đôi tim. Kìa, hiền muội. Thật rồi. Cao Vinh, đây là bức hàng thơ của Đào Hoa Đạo. Và đây, thanh kim thượng phương ưng xoay nguyên nhung, nhờ Cao Vinh dâng lên cho hoàng thượng và bảo tâu rằng việc nước muội đã làm tròn bốn phần, còn viết nhà muội phải sửa sao cho vẹn toàn tám tùng tư nước khanh. Gặp nhiều ngang trái, nhưng trái tìm yêu không thể mờ phai theo tháng rằng năm dài. Sông Hỷ, không, do thứ lòng vui mà chỉ chưa thêm khổ thêm sầu. Một phút hờn ghen nên đã gây đại họa đến người bạn chung tình hẹn biến thế non. Cao Vinh, đừng an ủi muội, muội đang chết lắm mà. Sao nghĩ dòng nước em trôi, trăng vuốt ve cành ly, làn gió vi vu bao tiếng tơ êm đềm như ru. Quê anh ơi, sự thật là đây không là mong ảo, tình nghĩa đôi ta đã thắt chặt. Muôn đời chớ buồn chớ giận.
giận mà chi người yêu ơi, vì anh đây muốn dò thử lòng nàng. Anh mới dạ dàng trưởng huynh cao khánh võ, nay đã rõ lòng vàng sao trước chẳng mờ khoai. Cây trên rừng có bao nhiêu lá, ai biết trên trời có vàng gì sao. Thì nỗi ân tình của một quê anh khánh văn đã thâu, trọn kiếp cùng ai ân tình. Dạ chào Cao huynh. Dạ em chào đại huynh. À Cao Khánh Văn, chuyện tình của em như thế nào rồi? Dạ thuận buồm mát mái. Khánh Văn. Nè em nói cho chàng biết nghe, từ đây về sau chàng không Hiền có mũi. Được gặp em nữa. Em nên cẩn trọng, em đã lầm rồi. Anh là Cao Khánh Võ. Xin lỗi Cao huynh. Khánh Võ. Tẩu tẩu ơi, chị lầm rồi, em là Cao Khánh Văn mà. Tôi xin lỗi thúc thúc nha. Quê anh à, anh bên này nè. Khánh Văn, Khánh Võ. Anh chị ơi. Dạ, cha xin kính chào các anh, các chị. Các chị, cha đã đến đó. Vậy à? Kìa, các con. Dạ, thưa cha, giáp trụ tại mình bất năng toàn lễ, mong cha thứ lỗi cho con. Thôi lỗi phải gì, lỗi phải gì. Nè các con hãy chuẩn bị tiếp nghinh, sứ quan đã đến rồi. Mời nguyên soái và văn trạng tiếp kinh thánh chỉ. Thánh quang giảng giảng tuy. Thuận thiên hưng vận, hoàng đế chiếu rằng, trẫm khen thay nữ soái Trương Quế Anh văn võ toàn tài, mưu lược tợ khổng minh, đã giúp trẫm giữ yên bờ cõi và vạch mặt chỉ tên bọn buôn chúa bán dân, bọn gian thần họ Lương, trẫm truyền đem ra pháp trường xử trảm. Còn hai dòng họ Hầu và Trương đã bao phen chịu oan ức, nay chậm ra lệnh triệu hồi về triều phục chức. Phần Cao Khánh Văn và Trương Quế Anh, Cao Khánh Võ và Hầu Nguyệt Anh, chậm sẽ đứng tác chủ hôn. Các khanh đã rõ ý hoàng gia, mau lập tức về triều diện kiến khâm thự. Thánh hoàng vạn tuế. Giảng giảng tuế. Bản chức xin chúc mừng cho Trương lão quan và chư vị anh hùng. Thôi hãy mau thu xếp về triều, kẻo thánh hoa mong đợi. Tuân chỉ. Cha ơi, cha, còn tuổi con cha tính sao đây cha? Cha tính sao hả cha? Tính sao cha? Sao giữa triều đình con không trình tâu cùng đại với hoàng thượng để hoàng thượng tác hôn, bây giờ ta biết sao đây? Không chịu đâu cha. Cha tính sao? Chúng con lớn yêu nhau rồi, mong cha xót thương tác hôn để con yên lòng. Hai